Chương 129, đi tới The Gunner. Nhà. Thượng đế. Quá tuyệt vời. Chúng ta gỡ hòa. Giữ vững cái này tỷ số chính là vô địch đi. Ha 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 ha. Khải, ta đơn giản yêu ngươi chết được. Arsenal các đồng đội vây quanh nhạc khải, chung nhau ăn mừng. Cái này ghi bàn lệnh bọn họ tâm thần phấn chấn. Vốn là nặng nề thân thể trở nên nhẹ nhõm không ít bên trong thân thể như có một cỗ lực lượng ở trên tuôn hai chân cũng biến thành nhẹ nhàng trên mặt bắt đầu xuất hiện nụ cười mỗi người cũng cười cực kỳ vui vẻ nhạc khải cũng là có thể cảm giác được mọi người biến hóa hắn nội tâm cũng là cực kỳ mừng rỡ kỳ thực cái này cầu chính là một nếm thử mà thôi nhưng không nghĩ tới thật là được nếu như terry trước hạn chú ý đến bản thân hắn căn bản cũng không có hy vọng được rồi các anh em. Tranh tài còn chưa kết thúc, chúng ta cần càng vững chắc thắng lợi cơ sở. Nghe vậy, đám người sửng sốt một cái, chợt trong mắt bắt đầu xuất hiện nóng bỏng chi sắc. Cứ việc Arsenal cùng Chelsea đánh ngang tay, hai bên mỗi người phải một phần dưới tình huống, Arsenal cũng có thể thu được vô địch. Nhưng bọn họ cần kiên cố hơn thực thắng lợi cơ sở. Cơ sở này làm sao tới? Ghi bàn. Lại tiếng một. Nhạc Khải ghi bàn lệnh bọn họ tràn đầy tự tin. Arsenal các cầu thủ kề vai sát cánh đi về phía nhà mình nửa trận. Mà Chelsea bên này thời là có chút mất hồn mất vía. Đặc biệt là Oscar. Ánh mắt của hắn mờ mịt nhìn về Nhạc Khải. Hiện trường hơn 60.000 người hâm mộ Arsenal cũng đang hô hoán người này tên. Không nghi ngờ chút nào, người này là Arsenal anh hùng. Cho dù là hắn đối Nhạc Khải có thành kiến, nhưng đối mặt cái đó ghi bàn cũng là nghẹn lời không nói. Rất đẹp ghi bàn. Cái này xinh đẹp không phải xuất xứ từ với thưởng thức độ, mà là tầm quan trọng. Lấy vô địch là tiền đề, gỡ hòa tỷ số ghi bàn, đây không thể nghi ngờ là vinh diệu một khắc. Oscar cứ như vậy sững sờ xem nhạc khải rời đi. Trong lúc bất chợt, bờ vai của hắn bị người vỗ một cái. Quay đầu phát hiện Sro hướng bên sân phương hướng chu chu miệng, đạo, ngươi nên kết quả. Nghe vậy, Oscar sắc mặt đột nhiên thay đổi bạch. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn sang. Hắn phát hiện Sala cùng Torres đứng ở bên sân, mà ở cách đó không xa, đây là tới tự cái chết của Mourinho nhìn chăm chú. Oscar nội tâm cực kỳ hốt hoảng. Torres đối vị chính là Oscar, mà Sala cũng không phải là mình dự bị. Nhưng Oscar lại bị đổi xuống dưới. Hiển nhiên Mourinho đối với biểu hiện của mình cực kỳ bất mãn. Oscar nâng đầu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về Mourinho. Hy vọng lấy được nhiều hơn cơ hội, nhưng Mourinho chẳng qua là hướng hắn lắc đầu một cái. Oscar lúc này mới cúi đầu thấp xuống, thiếu hứng thú đi về phía bên sân. Nhạc Khải cũng là chú ý tới Oscar. Hắn đối với Oscar cũng là cảm thấy có chút tiếc hận, dù sao mùa giải trước Oscar đã rất tốt. Nhưng Mourinho đối với Oscar cải tạo là thất bại. Nhạc Khải cũng không rõ ràng lắm, là bởi vì chính mình vấn đề, Mourinho mới hướng chết dày vào Oscar một điểm này. Hai bên đều hoàn thành thay đổi người. Tranh tài cũng là lại bắt đầu lại từ đầu. Tiến vào 70 phút sau, nhịp điều thi đấu rõ ràng tăng nhanh. Arsenal tấn công càng phát ra sắc bén đứng lên, đồng thời nhạc khải vị trí thoáng rút lui một ít, nhiều hơn bảo đảm một ít phòng thủ công tác. Mà Cajola trở lại vị trí giữa, tổ chức trước trận tấn công. Chelsea phương diện thời là tăng lên hai cánh cùng bay cùng với dốc biên tạc bổng chiến thuật. Dựa vào Torres cái điểm này đi tiến hành đánh đầu dứt điểm. Nhưng Torres trạng thái vẫn là không được, đặc biệt là đối mặt một trải qua phòng thủ CR7 lễ rửa tội nhạc khải dưới áp lực, Torres thậm chí cũng không đụng tới cầu. Nhưng Torres có chút ưu điểm, hắn ở phía trước trận chạy rất tích cực. Không ngừng tiến hành pressing tầm cao. Cho dù là một mình hắn, hắn cũng sẽ tiến hành nhạo lên cước nhưng ở nhạc khải tổ chức hạ arsenal toàn thân khoảng cách kéo ra sau torres cũng có chút không chạy nổi hắn cũng không thể bị làm thành khỉ chơi arsenal hậu trường khống chế bóng năng lực rất mạnh đây cũng không phải là torres một người làm áp lực là có thể cắt bóng bây giờ áp lực kéo đến chelsea bên này nếu như một mực giữ vững cái này tỷ số chelsea đem bỏ qua cái này mùa bóng giải đấu vô địch Bất quá The Blue hiển nhiên không hề từ bỏ, bọn họ nhiều lần đem quả bóng treo tiếng vòng cấm địa. Nhưng ở khải tranh bóng bổng hạ, gần như không có thành công. Arsenal tấn công muốn so trước đó đã khá nhiều, tất cả mọi người cũng tỉnh táo lại, Arsenal toàn thân tính lần nữa triển hiện. Andy Gray cười nói, thật là một trận trầm bổng trập trùng tranh tài, không đến cuối cùng cũng không ai biết kết quả trận đấu. Cũng trong lúc đó, hiện trường giải thích giờ adam cảm thấy mình ứng nên làm những gì tiến vào tranh tài phần sau trình sau bính chính là ý chí lực mà arsenal có sân nhà ưu thế bọn họ muốn trọn vẹn lợi dụng giờ adam lúc này hướng về phía Michael đạo các anh em chúng ta cần làm chút gì chúng ta muốn cho the gunner nhóm nghe thanh âm của chúng ta để cho bọn họ biết chúng ta một mực đang ủng hộ bọn họ đồng thời cũng phải cấp Chelsea đủ áp lực, không sai. Xuyệt bọn họ. Để cho bọn họ cảm thụ một chút Emirates Stadium khủng bố. Đừng lại khiến người khác nói chúng ta là thư viện. Đem thanh âm của các ngươi nhắn nhủ hướng sân bóng, để cho The Gunner cùng với đối thủ của chúng ta nghe rõ. Bây giờ bắt đầu nghe khẩu hiệu của ta. Giót Adam hít sâu một cái, mảnh mà đối với Michael Hall, đi tới. The Gunner. Toàn trường người hâm mộ Arsenal đều ở đây cùng hô. Bọn họ nặng ra bú sữa khí lực đang ra sức hoang hô. Đi tới. The Gunner. Đi tới. The Gunner. George. Adam, Chelsea. Suy. Khủng bố hư thanh rung trời. Đột nhiên biến cố lệnh Ivanovic dừng bóng xuất hiện vấn đề, nghe hơi xa một chút. Rosicky lập tức chạy như bay, mong muốn khống chế quả bóng. Nhưng Ivanovic lập tức phóng sản, Rosicky bất đắc dĩ nhảy lên, mặc cho quả bóng bị sẻn bay. Thấy cảnh này, người hâm mộ Arsenal nhóm không khỏi ánh mắt sáng lên. Hiệu quả đến rồi. Bọn họ không khỏi càng thêm ra sức, suýt đứng lên. Đối với một màn này, Nhạc Khải nghe hớn hở mặt mày. Làm kinh khủng kia hư thanh đột nhiên xuất hiện lúc, cho dù ai cũng sẽ bị giật cả mình. Guardiola nói qua, tấn công từ cửa đem bắt đầu. Mourinho nói qua, tấn công từ cầu đồng bắt đầu. Như vậy Arsenal thời là tấn công từ người hâm mộ bắt đầu. Tiếp xuống, người hâm mộ Arsenal cũng nắm giữ bí quyết. Làm Chelsea cầu thủ sắp nhận banh lúc, bọn họ liền điên cuồng suyệt người. Mà Arsenal cầu thủ tấn công lúc, bọn họ thời là đem miệng đóng thật chặt, như sợ ảnh hưởng đến bọn họ vậy. Dưới tình huống này, Arsenal là đá càng ngày càng tốt, Chelsea thời là càng phát ra khó chịu thời gian chậm chậm trôi qua. Bất tri bất giác đi tới 8 năm phút đồng hồ. Lúc này, Arsenal trung tràn tuyến đã lướt qua đối phương nửa trận, rất có một bộ binh lâm thành hạ ý tướng. Tranh tài trở lại mở màn trước hình ảnh, Arsenal vây quanh Chelsea bắt đầu cùng oanh loạn tạc. Nhạc khải tin chắc, trên cái thế giới này không có có cái gọi là tường đồng vách sắt. Cho dù là có, lần lượt đụng cũng có thể đập ra một lỗ hổng. Cho nên, lên xé ra Chelsea phòng tuyến. Chelsea gặp gỡ mùa giải này tới nay lớn nhất một lần khốn cảnh, vô địch liền tận ở trước mắt, nhưng bọn họ lại bị đánh bẹp, phản kích cầu căn bản liền không ra được. Đang khi nói chuyện, quả bóng vừa lúc bị Terry chân to phá hư. Torres cùng há giật đều ở đây xong về quả bóng điểm rơi, nhưng đã có người thật sớm đinh ở nơi nào. Chống đỡ hai người áp lực, nhạc khải dùng bắp đùi nhẹ nhàng nhô lên quả bóng, đồng thời dùng một cái khác chi đầu gối hướng bên trái phát cầu, trong nháy mắt hoàn thành xoay người. Tô Rết cùng há giật còn muốn xông qua tranh chấp, nhưng nhạc khải đã đem quả bóng truyền ra ngoài. Cứt chó. Ghê tởm. Tô Rết cùng há giật mặt âm trầm nhìn nhạc khải. Bọn họ liền không hiểu nổi, hai người hợp lý cũng không có thúc đẩy nhạc khải, người này phần thân dưới làm sao lại như vậy ổn. Kỳ thực, lúc này nhạc khải cũng là nỏ hết đa lần lượt đối kháng lệnh nhạc khải thể năng nhanh chóng hạ xuống, cao cường tranh tài hạ, nhạc khải mặc dù có mạnh hơn thể năng cũng là uổng công. Nhưng hắn nhất định phải kiên trì. Hắn có thể cảm giác được, Chelsea tuyến phòng ngự cũng bắt đầu xuất hiện bủng rủng. Chỉ cần hắn kiên trì đủ lâu, Arsenal là có thể nên đón ghi bàn. Lên! Cajola! Đột bọn họ! Chuyện cho Oan Cót! Rosicky bên này vô ích, trên khán đài người hâm mộ Arsenal đã hóa thân làm khán đài huấn luyện viên, không ngừng nhắc nhở Arsenal cầu thủ. Giờ khắc này, mỗi một cái người Arsenal cũng thật chặt ngưng tụ chung một chỗ. Bọn họ vì vô địch chung nhau phấn đấu. Chuyện ngoài lệ, một canh đưa lên. Cầu đính duyệt. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu sưu tầm. Cầu phiếu đề cử. 7.017k. Chương 130, chung kết tranh tài. Chói mắt dạ quan dưới đèn là một mảnh lửa nóng trang diện. Trên khán đài, Arsenal người hâm mộ đứng lên, bọn họ lẫn nhau nắm cả bả vai, cao giọng hoan hô ca sướng. Bọn họ không ngừng phát ra các loại hoan hô tới chống đỡ bọn họ các cầu thủ. Sân đấu trong, Arsenal cùng Chelsea cầu thủ bắt cặp chém giết, ở tranh tài giai đoạn sau cùng, ở thể năng kề sát cạn kiệt một khắc, hai chi đội bóng cầu thủ vẫn ở chỗ cố gắng sức vật lộn. Phải. Vô địch xưa nay không là nhẹ nhõm. Trải qua một mùa bóng, 38 vòng đối kháng, 3.420 phút sau cuộc tranh tài, vô địch sẽ tại ngắn ngủi sau 10 phút sinh ra. Đây là kích động lòng người thời khắc, cũng là vạn phần khẩn trương thời khắc. Người hâm mộ Chelsea đang cầu khẩn The Blue dũng mãnh tác chiến, bọn họ muốn lần nữa đánh vào ghi bàn mới có thể nâng lên cúp vô địch. Người hâm mộ Arsenal cuồng loạn hô hào. Mười năm dài dằng dặc chờ đợi, bọn họ quá lâu quá lâu chưa từng vuốt ve kia tượng trưng cho vinh dự cúp. Bọn họ đã không nghĩ đợi thêm nữa, cũng không chờ nổi. Cuộc sống có thể có mấy cái mười năm. Cho nên, đi tới. The Gunner. Áp lên trước. Đem áp lực thi cộng vào. Tốt nhất lên. Kajola. quan có chạy đi lên. Đây là cuối cùng một trận đấu. Dùng hết các ngươi hết thảy. Lên. Các anh em. Nhạc khải không ngừng trống to, tất cả mọi người thể năng đều đã kề sát cực hạn. Nhưng bọn họ không thể buông tha. Vô địch liền ở trước mắt. Nắm chặt giờ khắc này. Nắm chặt đoạt cúp trong nháy mắt. Bọn họ không thể có chút buông lỏng. Arsenal tấn công cực kỳ mãnh liệt. Wilshie, Podolski, Wankot, Cajola bao gồm nhạc khải, bọn họ cũng vót đến nhọn cả đầu mong muốn chui vào Chelsea vòng cấm địa bên trong. Chelsea phản kháng cũng cực kỳ ngoan cường. Terry, Cahill ra sức ngăn trở bọn họ, mỗi người cũng bởi vì vô địch sức song sáo hết thảy. Nhưng vô địch chỉ có một. Nhạc khải ở bôn ba trên đường. Không ngừng quay đầu nhìn về thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác có quá khứ 5 phút bây giờ đã đi tới 88 phút, khoảng cách toàn trận đấu kết thúc đã còn dư lại không có mấy. Làm quả bóng truyền về cho Nhạc Khải sau, Nhạc Khải trực tiếp truyền cho Koscielny, đồng thời chào hỏi đám người lui về. Chelsea bên này, Terry đám người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, phía sau thủ môn xếp liền bắt đầu điên cuồng hét lên. Đi lên. Arsenal lui. Bọn họ mong muốn phòng thủ. Nhìn xem so tại thời gian đi. Terry đám người sửng sốt một cái, quay đầu nhìn về phía tranh tài thời gian. 89 phút. Đáng chết. Chelsea các cầu thủ từng cái một nhất chân chạy như điên. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như ở khoảng thời gian này bên trong, không cách nào đạt được ghi bàn, như vậy bọn họ ắt sẽ thua hết tranh tài. Xem xét lại, Arsenal thời là trực tiếp lui về, thậm chí nhạc khải cũng tiến vào vòng cấm địa. Bỗng nhiên, hai tay công thủ trao đổi arsenal bắt đầu phòng thủ bọn họ mong muốn bảo vệ cái này huề andy gray sắc mặt nghiêm túc đạo để lại cho chelsea thời gian không nhiều lắm bọn họ nhất định phải đạt được ghi bàn lời là nói như vậy nhưng cái này nói dễ vậy sao làm nhạc khải lui về tiến vào vòng cấm địa sau người này trực tiếp hóa thân làm trung vệ đỉnh đầu chân đạp cướp bóng chặn lại phá hư nhất điều lông khi biểu hiện thậm chí sau Cioni như vậy đứng đắn trung vệ cũng tốt hơn. Không chỉ là nhạc khải đối mặt Chelsea sút xa, Czerni cũng là bật hết hỏa lực, không ngừng tiến hành cản phá. Một có cơ hội đem chân to về phía trước, căn bản cũng không cho Chelsea cơ hội. Rất nhanh, thời gian tiến vào bù giờ. Lần này Chelsea càng thêm sốt ruột, toàn bộ tuyến phòng ngự trực tiếp ép đến đối phương nửa trận ngay cả xếp cũng giết đến vòng tròn giữa sân phụ cận, bắt đầu vây lượng Arsenal cùng oanh loạn tạc. Toàn bộ Emirates Stadium trong. Arsenal người hâm mộ lòng khẩn trương bẩn cũng muốn nhảy ra ngoài. Bọn họ chặt siết chặt quả đấm, bọn họ có thể nhìn thấy Arsenal cầu thủ ở thể năng cạn kiệt dưới tình huống, kia từng tờ một vẻ mặt thống khổ. Dù vậy, bọn họ vẫn vậy cắn răng kiên trì. Lúc này người hâm mộ Arsenal hy vọng dường nào, mình có thể đem thể năng phân cho những thứ này theo Gunner nhóm. Còn có 2 phút đồng hồ. Chịu đựng. The Gunner. Mido lớn tiếng trống giận. Hắn trống phải nổi gân xanh, nét mặt dữ tợn, tâm tình kích động hạ, lòng ngực càng là kịch liệt phập phòng không chừng. Ở nơi ngực Arsenal đội huy xăm mình nương theo hô hấp nhất khởi nhất phục. Không biết có phải hay không là ảo giác, Mido cảm giác xăm mình địa phương có chút nóng bỏng xúc cảm. Vô địch. Đây là giường nào tuyệt vời tự hối. Đây là vô số người mơ ước vinh dự. Đã từng Arsenal có đây hết thảy, nhưng tại quá khứ 10 năm trong, bọn họ bị mất rất nhiều thứ. Bây giờ, bọn họ đang đang từng bước lần nữa nhặt hết thảy. Chịu đựng. Cô Sieni! Đội trưởng. Coi chừng Sero. Xinh đẹp. Billy chạy đến khán đài phía trước nhất, hắn thật chặt siết lan can, dùng sức quá mạnh hạ, chỉnh bàn tay đều có chút trắng bệch. Hắn từng lần một phát ra hô hào, hắn đang vì The Gunner nhóm góp phần trợ uy. Cái khác người hâm mộ Arsenal cũng là như vậy. Toàn bộ trên khán đài đã sớm bị nhiệt tình bao phủ. Còn có một phút. Billy trống giận. Người hâm mộ Arsenal cũng là đủ tiếng hô hào. Một phút. Ghế huấn luyện chỗ, Weger khẩn trương không ngừng lấy tay sờ miệng. Cuối cùng một phút, hắn cảm giác hai tay tê dại, hai chân như nhũng ra. Hắn rất rõ ràng, bắt lại trận đấu này, Arsenal đem lại lần nữa thu hoạch vinh dự. Cái khác huấn luyện viên nhóm biểu hiện muốn càng thêm không chịu nổi, bọn họ đã có người quỳ dưới đất bắt đầu cầu nguyện, có người khẩn trương thủ sẵn móng tay, có người thậm chí che mắt, không dám tiếp tục xem tiếp. Trên ghế dự bị, Chamberlain mấy người cũng là khẩn trương sắp nổ tung. Lấy vô địch là tiền đề tranh tài, cái này cái định mệnh đơn giản là đối tại tâm tạng khảo nghiệm. Bên kia, Mourinho tại chỗ bên không ngừng trống to. Hắn trống giận để cho Chelsea các cầu thủ tiến lên ép tiếng, nhiều hơn chế tạo sút gôn cơ hội. Hắn liều mạng la lên, nhắc nhở cầu thủ, trong lúc bất chợt, Mourinho thấy được há giật đột nhiên một lần liên tục biến hướng, thoát khỏi Ramsey si phòng thủ, chợt nhanh chóng khởi động, tiến vào vòng cấm địa chính giữa. Giờ khắc này, Arsenal vòng cấm địa kéo báo động nhạc khải cũng là xong về há giật. Nhưng người này trực tiếp lựa chọn truyền bóng. Quả bóng truyền ngang cho Tô Rét. Tô Rét dùng bả vai đỉnh một cái miêu ta phi, chợt đứng lại vị trí, đệm đệm chân. Tô Rét. Xúc gôn. Arsenal nguy hiểm. Hiện trường tiếng hoang hô cũng là chợt dừng lại. Nhạc khải trong lòng thóp một cái, nhưng một giây kế tiếp, hắn hướng khung thành phương hướng phóng tới. Ba bóng sệt đụng vào sơ chesni vươn ra trên đùi bay về phía giữa không trung cho nên nói chân dài vẫn là rất hữu dụng nhạc khải đã đi tới quả bóng chỗ trực tiếp né người vung chân liền truyền phải đây là truyền bóng mà không phải phá hư lucas đây là cơ hội cuối cùng nhạc khải quát lên một tiếng lớn đột nhiên đem quả bóng rút đi ra ngoài quả bóng bay ra vòng cấm địa rơi vào Arsenal nửa trận sườn địa khu. Cái khác Chelsea cầu thủ toàn bộ ở Arsenal vòng cấm địa phụ cận, chung quanh liền một Chelsea thủ môn xếp. Podolski nhẹ nhõm tháo cầu, quay đầu liền bắt đầu chạy như điên. Khải phá hư. Không. Đây là chuyện bóng. Podolski. Bản phương nửa trận được banh. Không có việc vị. Andy. Gray đột nhiên bật cao, hắn giận dữ hét, Arsenal muốn kết thúc tranh tài sao? Gôn trống. Thế một đối một. Hiện trường giải thích giót giờ. Adam trống to, lên lên lên. Podolski. Đi lên. Chung kết tranh tài. Cùng lúc đó. Người hâm mộ Arsenal cũng hoàn toàn ầm ĩ đứng lên. Bọn họ ra sức vỗ bất kỳ có thể phát ra động tĩnh vật, dùng cái này tới gia tăng thanh thế. Bọn họ xem Podolski chạy nhanh hạ, hắn bỏ rơi xếp. Hắn giết nhập vòng cấm địa. Hắn nhẹ nhõm đẩy cầu nhập môn. Giờ khắc này, toàn bộ Emirates Stadium còn như núi lửa bình thường sôi trào. Tuyệt sát. Tuyệt sát. Chim tuấn thần sắc kích động trống giận, Podolski. Hắn trợ giúp Arsenal nâng lên lưu lạc 10 năm cúp vô địch. Kết thúc. Tranh tài kết thúc. Chelsea không có hy vọng toàn bộ Emirates Stadium đã lâm vào sôi trào khắp chốn bên trong. Đây là người hâm mộ Arsenal ở giờ nhập Emirates Stadium sau, lần thứ hai nâng lên cúp vô địch. Mà lần trước hay là ở năm ngoái. Kéo dài nhiều năm không quan đời sống kết thúc, Arsenal trời sáng. Liên tục hai cái mùa bóng, một cúp FA vô địch. Một ngoại hạng Anh vô địch. Thương mê nhóm. Arsenal trở lại rồi chi kia sở hướng phi Mỹ theo Gunner trở lại rồi. Dĩ nhiên, Chelsea đã rất cố gắng, Mourinho Chelsea đá một đặc sắc mùa bóng, nhưng bọn họ vẫn vậy không cách nào ngăn trở Arsenal đạt được vô địch. Tối nay, thuộc về Arsenal, thuộc về mỗi một cái thương mê. Chuyện ngoài lệ, canh hai đưa lên. Cầu đính duyệt, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu sưu tầm. 7.017 ca Chương 131, Arsenal là vô địch. Soạt. Toàn bộ Emirates Stadium lâm vào sôi trào chính giữa. Toàn bộ người hâm mộ Arsenal ngay lập tức bật cao, bọn họ cầm trong tay vật kiện hướng lên rơi vải, kích động ông. Rất nhiều người thậm chí cũng mừng đến phát khóc. Bọn họ đã chờ đợi giờ khắc này, quá lâu thời gian. Không có ai nghĩ đến, trọn vẹn thời gian 10 năm, bọn họ mới có thể lần nữa nâng lên ngoại hạng Anh vô địch cúp phải arsenal là vô địch bây giờ không có ai có thể tự trong tay bọn họ cướp đi cúp vô địch chớ hồng mơ tưởng a à. vô địch vô địch xinh đẹp vô địch we are the champion từng cái một arsenal cầu thủ đem Podolski đụng ngã bọn họ thần sắc kích động hạ mặt mũi đều có chút vặn vẹo đây không phải là một nhẹ nhõm mùa bóng nhưng cái này cúp vô địch là đối bọn họ tốt nhất khen thưởng nhạc khải cũng ở trong đám người hắn giống vậy bị các đồng đội ép dưới thân thể giờ phút này nhạc khải cũng là kích động khó có thể chính mình vô địch ngoại hạng anh vô địch cái này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện nhưng bọn họ bây giờ khoảng cách vô địch vô cùng đến gần nhạc khải từng vô số lần ảo tưởng qua nâng lên cúp vô địch hình ảnh nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày thật có thể thực hiện nhưng khi ngày này chân chính đi tới sự kích động kia sắp nổ tung tâm tình lệnh hắn vô cùng hưng phấn càng ngày càng nhiều người vọt tới từng cái một dự bị các cầu thủ dẫn đầu nhảy tới theo sát phía sau là weger cùng với patricia đám người bọn họ giống vậy vui sướng cười to không có ai ngăn cản bọn họ ăn mừng cho dù là trọng tài chính cũng là như vậy Bù giờ đã kết thúc, tranh tài cũng kết thúc. Trọng tài chính kế tiếp nhiệm vụ chính là thổi coi. Vì vậy, hắn không ngại đám này theo Gunner nhóm ăn mừng lâu một chút, coi như là đưa lên chúc phúc. Hiện trường giải thích giót giờ. Adam cũng đang phát tiết đi qua. Trở lại cương vị của mình. Thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn cùng nức nở. Mười năm. Ba mươi sáu năm mươi ngày chờ đợi, đây là một cái lâu dài thời gian, cũng là đủ để ma diệt tất cả mọi người ý chí chiến đấu thời gian chúng ta trải qua lần lượt thất bại sau đó lại lần lượt bò dậy nhưng khoảng cách vị trí quán quân chúng ta dù sao cũng kém hơn như vậy một chút không ai biết chúng ta ngã xuống đất kém cái gì nhưng chúng ta không hề từ bỏ chúng ta tin tưởng cây giống sẽ dưới ánh mặt trời truất tráng trưởng thành phải đây là mới nguyên the Gunner, đây là ba đời the Gunner. Mười năm trước khuôn mặt đã mơ hồ. Hiện đang vì chúng ta chiến đấu là một đám trẻ tuổi các tiểu tử. Bọn họ làm rất đẹp. Đá cũng rất tuyệt. Bọn họ cho chúng ta cầm lại vô địch vinh dự. Bọn họ để cho vô địch vinh dự lần nữa vung vãi ở Emirates Stadium. Không buông tha. Chỉ có kiên trì mới có thể chờ đợi đợi vinh dự một khắc. Giót giờ. Adam hít một hơi thật sâu, vui vẻ nói, hưởng thụ đi các anh em. Vô địch thuộc về Arsenal. Arsenal là vô địch. Arsenal là vô địch. Hiện trường người hâm mộ Arsenal cũng đang ra sức hoan hô. Toàn bộ ăn mừng duy trì trọn vẹn 3 phút, lúc này mới kết thúc. Làm Arsenal trở lại sân bóng sau. Chelsea các cầu thủ đã đứng ở nơi đó chờ đợi giao bóng. Lúc này Chelsea các cầu thủ từng cái một sắc mặt ảm đạm, hiển nhiên bọn họ rất rõ ràng bọn họ mất đi tranh quan tư bản. Emirates Stadium trong, người hâm mộ Arsenal đã làm tốt chuẩn bị. Ghế huấn luyện chỗ, từng cái mục dự bị cùng với huấn luyện viên nhóm thậm chí bày ra trăm mét vọt lên điệu bộ. Âm. Làm nhạc khải hoàn thành cướp bóng, cũng chân to đem quả bóng đá ra bên ngoài sân sau, hắn trực tiếp dơ lên cao cánh tay. Cùng lúc đó, trọng tài chính cũng thổi vang toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Tranh tài kết thúc. 2013-2014 mùa bóng ngoại hạng Anh vô địch là Arsenal. Ở 38 vòng trong trận đấu, Arsenal lấy 30 tháng 6 bình 2 phụ, 96 điểm số đạt được ngoại hạng Anh vô địch. Kế năm 2004 sau, Arsenal lần nữa nâng lên ngoại hạng Anh vô địch vinh hạnh đặc biệt. Giờ khắc này đối với mỗi một cái người hâm mộ Arsenal mà nói đều có cực kỳ khác sâu ý nghĩa. Để cho chúng ta chúc mừng Arsenal. Bọn họ là 2013 2014 mùa bóng ngoại hạng Anh vô địch. Trải qua 90 phút quyết chiến, Arsenal cuối cùng 3, 2 đánh bại Chelsea nâng lên giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Lần trước Arsenal nâng cúp là ở 10 năm trước 2003 2004 mùa bóng. Thời gian 10 năm, thương hải thương ruộng, vật còn người mất. Không đổi là Arsenal đối với vô địch cố chấp. Đồng thời chúng ta cũng chúc mừng Nhạc Khải, nâng lên cuộc sống tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh Cúc vô địch. Ở thời gian 3 năm trong, chúng ta có thể thấy rõ ràng, Nhạc Khải từng bước một từ một tiểu tướng từ từ lớn lên thành Arsenal trụ cột, rất đến bây giờ tuyệt đối nồng cốt cầu thủ. Hắn người khoác Arsenal truyền kỳ số 4 chiến bào, trở thành chi này theo Gunner trụ cột tinh thần. Chúng ta có thể nhìn thấy, Weger đang ông Nhạc Khải, đối với Weger bản thân mà nói, hắn ở 11 năm làm ra quyết định, trợ giúp arsenal ở ba năm sau nâng lên chỗ ngồi này ngoại hạng anh cúp sân đấu trong weger ôm thật chặt nhạc khải nhạc khải có thể cảm giác được lão đầu tử kích động thân thể đều đang run rẩy giáo sư we are the champion nhạc khải cười lớn vỗ một cái weger sau lưng người sau hít một hơi thật sâu hắn kéo ra nhạc khải siết bả vai của đối phương ánh mắt có một tia nước mắt cười nói làm rất khá hai tử. Nhạc Khải mới vừa muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt liền bị người chặn ngang ông lấy. Vô địch! Vô địch! Patricia trực tiếp đem Nhạc Khải ôm, bị dọa sợ đến người sau động cũng không dám động. Nhạc Khải cũng không hiểu, lão đầu nhi này từ đâu tới khí lực lớn như vậy. Nhưng lúc này người này sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên đã hưng phấn đến một trình độ. Lúc này Patricia trừ kiêu ngạo chính là kiêu ngạo. Hắn bồi dưỡng học sinh, đệ tử của hắn trợ giúp Arsenal đạt được giải đấu vô địch, không có cái gì so cái này càng có thể làm hắn tự hào chuyện. Được rồi, các tiểu tử, chúng ta nên trở lại phòng thay đồ chuẩn bị một chút nâng cúp. Nghe vậy, Arsenal các cầu thủ từng cái một ánh mắt tỏa sáng. Bọn họ cười vui khoát tay ông vai đi về phía cầu thủ lối đi. Dọc theo đường đi là người hâm mộ Arsenal tiếng hoang hô, bọn họ đều ở đây dùng các loại lời nói tới ca ngợi bản thân, cái này cũng lệnh arsenal các cầu thủ cười rất vui vẻ vốn là trưng bày ở cúp trên đài cúp không thấy đoán chừng là bị cầm đi khắc chữ cùng với hệ bánh xích đối với lần này arsenal các cầu thủ cực kỳ kích động dù sau mấy phút sau bọn họ là có thể nâng lên cúp cùng lúc đó bên kia chelsea thời là kín tiếng rời sân bọn họ thua mất tranh tài không có thể nâng lên cúp vô địch nhưng bọn họ ở mùa giải này phát huy vẫn là cực kỳ chói sáng. Mourinho khi tiến vào trước phòng thay quần áo, quay đầu nhìn về phía ông Weger cùng với nhạc khải, cuối cùng thở dài, nghiêng đầu rời đi. Arsenal trong phòng thay quần áo, lúc này là quần ma loạn vũ. Bởi vì bố trí hội trường phải cần một khoảng thời gian. Vì vậy các cầu thủ muốn ở phòng thay đồ đợi bên trên mấy mươi phút. Mà lúc này, phòng thay đồ đại môn bị đẩy ra, Câu lạc bộ chủ tịch Umanov đẩy cửa mà vào. Anh hùng của chúng ta nhóm. Umanov treo xì gà, cầm trong tay pan tiến vào phòng thay đồ, trực tiếp chính là mở vẫy. Umanov là hưng phấn, Arsenal ở dưới sự hướng dẫn của hắn đạt được vô địch, điều này làm hắn sinh ra vô cùng cảm giác thành tựu. Đồng thời hắn cũng yêu tha thiết chi này câu lạc bộ. Đôi trọng tình cảm đầu nhập hạ, lúc này Umanov vui vẻ như thằng bé con vậy nhưng hắn loại này vui vẻ tâm tình là đột ngột. Bởi vì đối với rất nhiều Arsenal cầu thủ mà nói, bọn họ là lần đầu tiên thấy ông chủ này. Đối mặt Umanov xông vào, bọn họ có chút không quá thích ứng, trong phòng thay quần áo cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại. Umanov ở vẫy một trận sâm pan sau, cũng là lúng túng ngừng lại. Hai bên trố mắt nhìn nhau. Đang ở Umanov suy nghĩ như thế nào hóa giải không khí lúc, hắn nghe được có người gọi mình. Hey. ông chủ umanov quay đầu nhìn sang hắn thấy được nhạc khải cầm trong tay một chai sâm pan nương theo ba một tiếng bằng gỗ nhét bị rút ra đồng thời đem miệng bình nhắm ngay umanov hung hăng đung đưa nhìn chiêu một giây kế tiếp sâm pan liền phun ra đem umanov tung tóe cả người ướt đẫm vốn là lúng túng umanov hơi hóa giải một ít hắn quay đầu lần nữa hướng nhạc khải phun sâm pan Nhạc Khải cười lớn quay đầu nói, còn chờ cái gì? Ăn mừng a! À. Arsenal các cầu thủ cái này mới phản ứng được, bọn họ rối rít đi tới cửa chỗ, từ thư ký kia lấy được Sampan, tùy ý phun đứng lên. Sampan đang bắn tung. Arsenal các cầu thủ bắt đầu vui sướng ca hát. Nhạc khải càng là ông Umanov mập mạp cổ, vong tình hoang hô. Giờ khắc này, toàn bộ trong phòng thay quần áo tràn đầy huyên náo cảnh sát. Chuyện ngoài lệ, canh ba đưa lên. Cầu đính duyệt. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu sưu tầm. Cầu phiếu đề cử. mười bảy k Chương 132, nâng cúp đi Arsenal. Huyên náo đi qua, đám người đạp trơn trượt sàn nhà, đứng ở trong phòng thay quần áo. Umanov đứng ở chính giữa vị trí nói chuyện. Hình tượng của hắn có chút chật vật, nhưng trên mặt cũng là treo đầy nụ cười. Đây là vinh dự một khắc, cũng là phấn chấn lòng người một khắc, mà hết thảy này toàn bộ đều là bởi vì các ngươi. Umanov chỉ đám người bắt đầu điểm danh, Vermalen, Khải, Kajola, Podoski. Hắn đem mỗi một cái arsenal các cầu thủ tên cũng nói một lần, ngay cả những thứ kia dự bị cầu thủ cũng không có rơi xuống thậm chí trong đó còn có một chút không nổi danh cầu thủ. Nhưng Umanov vẫn vậy biết rõ tên của bọn họ, hiển nhiên cái này mập mạp ông chủ làm đủ công khóa. Toàn bộ 90 phút thời gian, các ngươi cũng đang ra sức vật lộn, ta trên khán đài nhìn chăm chú đây hết thảy, nói thật, ta rất kiêu ngạo cùng tự hào. Ta đang dẫn một chi ưu tú câu lạc bộ, có một đám mang đầy nhiệt tình thanh niên đang ở vì vinh dự của chúng ta mà chiến. Đối mặt hùng mạnh Real Madrid, chúng ta chưa từng triển hiện khiếp nhược. Đối mặt Chelsea cuộc chiến giành chức vô địch, chúng ta ở sân nhà thu được vô địch. Không có sao cái này kết quả tốt hơn, tất cả đều là tại ngươi nhóm. Toàn bộ đội một cố gắng. Ta không biết nên như thế nào đi cảm tạ các ngươi, ta là một thương nhân, vì vậy ta chỉ có thể dùng nhất chất phát biện pháp. Nói xong, Umanov vỗ tay phát ra tiếng, ở thư ký dẫn hạ, từng cái một màu đen cái bọc gấp sau lưng Umanov. Nơi này là đoạt cúc tiền thưởng, mỗi người 200 ngàn bản. Rất xin lỗi, ta thực tại không tìm được tốt hơn lễ vật. Nghe vậy, Chamberlain cười to nói, ông chủ, đây là lễ vật tốt nhất. Những người khác cũng là cười ha ha. Đưa tiền tốt nhất. Đối với lần này, Umanov cũng là cười nói, ta rất may mắn cùng các ngươi có thể hài lòng. Đồng thời cũng nghĩ nói cho các ngươi biết ta sẽ không bạc đãi bất cứ người nào vì arsenal làm ra cống hiến người ta sẽ không keo kiệt tiền lương cùng với tiền thưởng chỉ cần ngươi có đủ cống hiến được rồi các tiểu tử cảm tạ các ngươi bỏ ra cảm tạ các ngươi vì arsenal cùng với chúng ta những thứ này người hâm mộ mang đến nhất lửa nóng ban đêm bây giờ các ngươi cần tắm một chút sau đó đi tiến hành nâng cúp nghi thức nói xong không có một người đồng ánh mắt của bọn họ nhìn trừng trừng phía sau màu đen cái bọc Umanop cười to nói, cầm đi đi. Đây vốn chính là thuộc cho các ngươi. Arsenal các cầu thủ hô nhau mà lên. Lấy đi phân ngạch của mình tiến đụng vào thay quần áo tủ sau, lúc này mới đi vào phòng tắm tiến hành thanh tẩy. Cùng lúc đó, bên ngoài đã hoàn thành đối với ban thưởng bố trí. Cầu thủ lối đi lối ra, xuất hiện một đỏ chơi giữa cổng vòm, trên đó viết, vô địch, nét chữ. Thảm đỏ một mực kéo dài đến ban thưởng trước đài. Ban thưởng đài không cao, nhưng lại rất lớn, đủ chứa toàn bộ Arsenal đội một người. Sau lưng là một nửa hình cung trang sức, phía trên có khắc FIFA cùng với Arsenal đội huy. Mà ở ban thưởng đài cách đó không xa, cúp vô địch liền lặng lặng đặt ở chỗ đó. Phía trên đã khắc bên trên Arsenal tên. Hai cái tai đóa cạnh cũng cột lên nền đỏ bạch bên bánh xích. Đây là Arsenal cái thứ tư ngoại hạng Anh cúp vô địch cũng là thứ 14 cái in lân giải đấu cao nhất cúp vô địch. Umanov cùng với Weger đám người thay đổi y phục, dẫn đầu đi ra. FA chủ tịch Red. Decker cũng xuất tịch tràng này lễ trao giải. Đối với lần này, người hâm mộ Arsenal nhóm không hề quan tâm, bọn họ đang đưa cổ dài nhìn về cầu thủ lối đi, chờ đợi anh hùng của bọn họ đến. Rất nhanh, sân bóng trong truyền tới hiện trường giải thích giót giờ. Adam thanh âm. Trải qua 38 vòng tranh tài, 2013-2014 mùa bóng giải ngoại hạng Anh rốt cuộc hạ mạng kết thúc. Mà mùa giải này vô địch là George. Adam kéo cái trường âm. Người hâm mộ Arsenal nhóm cười lớn đủ tiếng hô hào, Arsenal. George. Adam cười nói, không sai. Arsenal là vô địch. Bây giờ để cho chúng ta mời tối nay những anh hùng. Chúng ta đội trưởng. Thomas. Vermalen soạt hiện trường người hâm mộ arsenal lớn tiếng hoang hô lên tiếng hoang hô trong người đeo đội trưởng phù hiệu Vermalen vẫy tay đi ra cầu thủ lối đi kế tiếp là chúng ta đệ nhị đội trưởng giờ adam vẫn ở chỗ cũ kéo dài âm mà người hâm mộ arsenal đã chuẩn bị kỹ càng vui khải giờ adam dùng tiêu chuẩn chữ hán phát âm hô lên giờ khắc này toàn bộ emirates stadium lâm vào điên cuồng chính giữa soak khải 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 làm tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc bọn họ đã không khống chế được tự mình tiến hành hô hào xung động nhạc khải là arsenal con cưng hắn cũng là arsenal đệ nhị đội trưởng có thể nói nhạc khải tồn tại liền là trước mắt chi này người hâm mộ arsenal yêu thích nhất cầu thủ hắn tuyệt đối là arsenal số một cầu thủ nhạc khải mỉm cười đi ra cầu thủ lối đi hắn cũng không có làm ra cái gì kỳ quái cử động mong muốn trực tiếp đi lên ban thưởng đài nhưng người hâm mộ lại gọi hắn lại khải tới một cái không biết là ai kêu một câu rất nhanh liền lan tràn ra tới một cái tới một cái tới một cái người hâm mộ arsenal ở mời nhạc khải tiến hành ba quyền ăn mừng đây đối với mỗi một cái người hâm mộ arsenal mà nói đều là kịch liệt nhất phương thức ăn mừng bọn họ mong muốn ở nâng cúp một khắc thật tốt triển hiện nhiệt tình của bọn họ nhạc khải cười lắc đầu một cái chợt tay trái giơ lên cao trong khoảnh khắc toàn bộ sân bóng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chính giữa người hâm mộ arsenal đang mời nhạc khải tiến hành dành riêng cho hắn ăn mừng chim tuấn kích động nhìn một màn này hắn cũng là lần đầu tiên ở hiện trường cảm thụ loại này không khí nương theo nhạc khải đem quyền phải nấp trong trong bụng toàn bộ sân bóng trong bắt đầu hiện lên một cổ trầm thấp động tỉnh ô nhạc khải đột nhiên huy động liên tục ba quyền cực lớn mà ngắn ngủi tiếng trống giận cũng trải rộng toàn bộ sân bóng ha 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 giờ khắc này chim tuấn cảm giác kích động dựng ngược tóc gáy chỉ có ở hiện trường mới có thể cảm thụ loại này phương thức ăn mừng cảm giác chấn động. Chim Tuấn không khỏi nói, ta nghĩ, trong nước người hâm mộ cũng có thể mời nhạc khải tiến hành loại này ăn mừng, ta bảo đảm, này lại nghiện. Cùng lúc đó, quan sát trận đấu này trong nước người hâm mộ cũng là rối rít chống đỡ. Đến lúc đó kêu một cổ họng. Cái này cái định mệnh quá sung sướng. Nhạc khải nhất định phải tới một lần. Ta thật sớm liền muốn tới một cổ họng cái này con mẹ nó đốt a à. không ai kêu chẳng phải là rất lúng túng ở Emirates Stadium những thứ kia người hâm mộ Arsenal sẽ đẩy ra miệng của ngươi để cho ngươi kêu lên âm thanh nhạc khải kết thúc động tác sau hắn sẽ đến Vermaelen bên người ngồi xuống theo sát phía sau từng cái một Arsenal cầu thủ cũng lục tục đi ra cuối cùng bọn họ ở lãnh thưởng trước đài xếp thành một đường thẳng Chủ tịch FA Greg Decker đi tới, cho bọn họ đeo vô địch kim bài. Red. Decker ôn hòa mỉm cười, khích lệ Arsenal các cầu thủ. Từng cái một các cầu thủ đeo kim bài, rốt cuộc đứng lên vô địch thưởng đài. Nói thật, thật không cao. So sánh với thế vận hội Olympic vô địch lãnh thưởng đài, thấp rất nhiều. Nhưng đứng ở phía trên, lại có một loại cảm giác thành tựu. Mau tới. Mau tới đội trưởng đi lấy cúp. Nhanh nhanh nhanh. Arsenal các cầu thủ không kịp chờ đợi thúc giục lên. Nhạc Khải cũng là thuận thế trực tiếp nằm nghiêng ở đám người trung gian. Đối với Nhạc Khải chiếm cứ xe vị, không có ai có thành kiến, cũng không có ai dám có thành kiến. Bất quá, Nhạc Khải suy nghĩ một chút, đột nhiên đi tới lãnh thưởng đài cạnh, hướng công nhân viên nói một câu. Chỉ thấy nhân viên kia đi mà trở lại, trong tay nhiều hơn một cái áo đấu. Nhạc Khải nhận lấy áo đấu, lần nữa trở lại vị trí của mình ngồi xuống, đồng thời triển khai áo đấu. Đây là Arsenal số 9 áo đấu. Phía trên có khắc Suarez. Ở xa châu Nam Mỹ, Suarez cũng đang nhìn lần này ban thưởng nghi thức. Trong lòng có chút chua xót cùng với tiếc nuối. Mà khi Nhạc Khải tự mình biểu diễn bản thân áo đấu lúc, Suarez trong lòng có dòng nước ấm đang cuộn trào. Cho dù là giờ khắc này, Nhạc Khải còn nhớ bản thân hơn nữa đem bản thân áo đấu lấy ra, điều này làm hắn cảm giác mình vẫn là Arsenal một bộ phận. Mặc dù chỉ là một nho nhỏ cử động, nhưng lại lệnh Suarez cực kỳ cảm động. Cảm ơn ngươi. Khải. Chuyện ngoài lề, một canh đưa lên. Cầu đính duyệt. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu sưu tầm. Cầu phiếu đề cử. 7.017k. Chương 133, Vermalen cáo biệt nghi thức. 2013-2014 mùa bóng giải ngoại hạng Anh trải qua 38 vòng quyết chiến hạ mạng kết thúc. Câu lạc bộ Arsenal lấy 30 tháng 6 bình hai phụ chiến tích nâng lên mùa giải này ngoại hạng Anh cúp vô địch. Đây là Arsenal kế 2003-2004 mùa bóng sau, thời gian qua đi 10 năm lần nữa nâng lên giải đấu cao nhất cúp vô địch. Billy lái xe, hớn hở nghe máy thu thanh trong thanh âm, mặc dù là một nam chủ trì thanh âm, nhưng vẫn vậy cảm giác vô cùng tuyệt vời hai ngày trước trận kia vô địch đêm lệnh billy cảm thấy vô cùng hưng phấn đó là một điên cuồng ban đêm toàn bộ ban đêm người hâm mộ arsenal cũng đang điên cuồng ăn mừng bọn họ ở trong quán rượu uống bia dùng nhất thanh âm cao vút chung nhau ca sướng bọn họ từng lần một hoang hô bọn họ lần lượt treo họ câu kia arsenal là vô địch ăn mừng một mực ở lúc trạng sáng mới kết thúc ngày thứ hai Billy say bí tỉ ngủ thời gian một ngày. Cứ việc sau khi rời giường, cảm giác dạ dày phiên gian đảo hải, nhưng nghĩ đến vô địch, hắn liền cảm thấy vô cùng cao hứng. Toàn bộ Luân Đôn trong thành người hâm mộ Arsenal vẫn vậy đắm chìm ở đoạt cúp vui sướng chính giữa. Billy quen cửa quen nẻo đi tới cây dẻ ba, cửa trên bảng hiệu viết một câu nói. Vào cửa lớn tiếng hoan hô Arsenal là vô địch, thưởng một ly bia. Billy lập tức đẩy cửa, lớn tiếng nói Arsenal là vô địch. Mido liếc nhìn Billy, cười nói, một chai bia, bất quá cần qua một thời gian ngắn ở cho ngươi. Billy không hiểu nói, vì sao? Mido nhún vai, Elena đã gọi điện thoại cho ta, để cho ta đừng cho ngươi rượu, ta đáp ứng nàng. Nghe vậy, Billy tuét miệng nói, vậy cũng tốt. Đoạn thời gian gần nhất, hắn xác thực uống quá nhiều. Trong nhà cọc cái sắp bùng nổ thẳng đi tới quầy ba ngồi xuống, Mido cho hắn rót một chén sữa bò. Billy uống sữa bò, cảm giác đầy miệng không phải khẩu vị. Hắn quay đầu liếc nhìn hai bên, phát hiện không có bao nhiêu khách. Không có ai tiếp tục ăn mừng. Billy hỏi. Mido, bọn họ cũng cần phải làm việc, liên tục ăn mừng hai ngày đã đủ rồi. Billy gật đầu một cái, chợt tiến tới, hứng trí bừng bừng đạo, hay. Ta có cái to gan ý tưởng. Cái gì? Mido hỏi. Billy, chúng ta cái này mùa bóng là giải đấu vô địch, mùa giải sau có phải hay không là có thể nâng lên Champions League rồi. Mido sửng sốt một cái. Người hâm mộ Arsenal đối với Champions League cực kỳ cố chấp. Dù sao Arsenal mặc dù được gọi là hào môn, nhưng bọn họ không có tượng trưng hào môn Champions League Cup. Vì vậy, rất nhiều người cũng đang giễu cợt Arsenal chỉ là một ngụy hào môn. Ngay cả sau đó cuộc khởi Chelsea cũng đưa qua Champions League, nhưng Arsenal xây đội đến nay vẫn là không có một tòa Champions League Cup. Có thể nói, Champions League là mỗi một cái người hâm mộ Arsenal chấp niệm. Cái này mùa bóng chúng ta giết đến Champions League bán kết, mùa giải sau chúng ta có thể tiến vào chung kết thậm chí nâng cúp. Ngươi cảm thấy thế nào? Billy mặt mong đợi nói. Đối với lần này, Mido nói, chẳng ra sao, bây giờ đội hình nhưng không bắt được Champions League billy há miệng bất đắc dĩ nói được rồi ta đồng ý cái nhìn của ngươi nhưng cũng là có cơ hội cơ hội rất mong manh mido chúng ta tuyến phòng ngự tồn tại vấn đề đặc biệt là rời đi khải sau bọn họ không cách nào đơn độc tác chiến tấn công cũng không tính đặc biệt sắc bén thấp nhất không cách nào cùng những thứ kia châu âu đỉnh cấp tấn công đội bóng so sánh chúng ta ưu điểm là ổn định nhưng nhược điểm là không có bất kỳ đặc điểm Billy thở dài nói, cần phải tăng cường quá nhiều. Cho nên nói, Vermalen tại sao phải rời đi? Mido, hắn nhất định phải đi. Billy yên lặng. Kỳ thực, người hâm mộ Arsenal cũng rất rõ ràng. Vermalen rời đi là bởi vì cái gì? Vì thế, cho dù là đội trưởng rời đi, nhưng bọn họ cũng không có quá nhiều huyên náo, thật giống như nhất trí thầm chấp nhận chuyện này vậy. Đối với bọn họ mà nói, Vermalen rời đi về sau, nhạc khải thượng vị đảm nhiệm đội trưởng, đây là mới nguyên Arsenal nhất định phải phải trải qua quá trình. Tối nay là Vermalen cáo biệt nghi thức A. Billy nói. Mido gật đầu, chúng ta cũng nhìn một cái đi, coi như là cùng hắn tạm biệt. Ừm. Nhạc khải bên trong biệt thự. Nhạc khải đem hành lý toàn bộ sửa soạn xong hết, ngày mai hắn đem thừa đi máy bay trở về nước. Tiến về đội tuyển quốc gia báo cáo, dù sao chuẩn bị world cup nhưng trước đó hắn cần tham gia gavil Malen cáo biệt nghi thức nhạc khải đi lên lầu đơn giản tắm rửa thân thể sau đó đổi một thân tây trang màu đen chuẩn bị ra cửa nhạc khải đi xe thẳng tiến về emirates stadium bọn họ đem ở nơi nào tiến hành cáo biệt nghi thức sân bóng chung quanh đã xuất hiện rất nhiều người hâm mộ arsenal cùng với phóng viên người hâm mộ số lượng rất nhiều thậm chí vượt xa dự liệu của bọn họ Kỳ thực, Vermaelen đối với Arsenal mà nói, không phải cái loại đó truyền kỳ trình độ đội trưởng, theo lý nên sẽ không có loại trình độ này quy mô. Nhưng người hâm mộ Arsenal do bởi một loại ấy nấy tâm lý, lúc này mới tụ tập ở chỗ này, hy vọng có thể thật tốt cùng Vermaelen tạm biệt. Nhạc Khải đi tới sân bóng lúc, hiện trường đã tới không tốt người. Vermaelen thân bằng hảo hữu, câu lạc bộ cao tầng cùng với một ít Arsenal danh túc. Nhạc Khải đều là nhất nhất chào hỏi, Cuối cùng hắn cùng Henry cùng với Vieira cùng nhau đi đến hàng thứ nhất chỗ ngồi xuống. Tham gia Gavil Malen cáo biệt nghi thức khách mời có chừng khoảng 100 người, quy mô coi như là rất lớn. Ngay cả câu lạc bộ chủ tịch Umanov cũng xuất tịch hoạt động lần này, cũng tự mình đảm nhiệm người dẫn chương trình. Rất nhanh, Vermalen liền dẫn thê tử cùng với hai tử, một nhà ba người đi vào sân bóng chính giữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Vermalen không ngừng chào hỏi, trên mặt của hắn treo nụ cười, cũng không có bất kỳ bộ dáng như đưa đám. Khi hắn đi tới nhạc khải trước người lúc, Vermalen chủ động đưa lên ông. Không cần cảm thấy ấy nấy, ta là lựa chọn tốt nhất, mỉm cười đưa ta đi. Nghe vậy, nhạc khải hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, gặp lại. Đội trưởng Vermalen vỗ một cái nhạc khải bả vai, đồng thời đi lên diễn giảng đài. Umanop đem ống nói đưa cho Vermaelen. Người sau đảo mắt một vòng đạo, ta rất vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này lấy Arsenal đội trưởng thân phận phát biểu nói chuyện, mặc dù là ta cáo biệt nghi thức, nhưng ta không hy vọng có người thúc thiết, nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi mỉm cười đưa ta rời đi. 3333. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Năm 2009 tháng 6, ta gia nhập Arsenal, trong bất tri bất giác quá khứ 5 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta trải qua thung lũng, cũng trải qua huy hoàng, ta từng có rực rỡ biểu hiện, cũng có bị thương thê thảm trí nhớ, những thứ này chung nhau tạo thành ta ở Arsenal hồi ức, đó là tốt đẹp. Ta rất may mắn với mình có thể gia nhập Arsenal, cũng đảm nhiệm đội trưởng. Dĩ nhiên, ta không phải một xứng chức đội trưởng, bởi vì ta chưa từng làm Arsenal mang đến cái gì. Đối với lần này, ta rất xin lỗi. Bất quá, ta cảm thấy ta có thể nhẹ nhõm rời đi, bởi vì Arsenal tìm được đội trưởng thí sinh tốt nhất. Đang khi nói chuyện, Vermalen đem ánh mắt nhìn về nhạc khải, những người khác cũng là rối rít quay đầu nhìn sang. Vermalen cười tiếp tục nói, mùa bóng trước, làm một người thiếu niên cầm nửa đoạn cây cơ sông vào phòng thay đồ, cũng tuyên bố muốn đánh chúng ta thời điểm, ta cũng cảm giác địa vị của ta bị nghiêm trọng khiêu chiến. Ta đã nếm thử đi phản kháng hắn. Sau đó, bị hắn trống trở lại rồi. Ha 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 ha. Hiện trường đám người không khỏi tức cười. Nhạc khải thời là lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Đã từng chúng ta có một vị thích đánh nhau đội trưởng. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về Vieira, người sau lộ ra cười khổ. Bây giờ chúng ta lần nữa có một càng thêm nóng nảy đội trưởng, tin tưởng ta, hắn sẽ ở bên cạnh ngươi điên cuồng trống giận, cho đến đem màn nhĩ của ngươi chấn hỏng có lúc ta đều đang nghĩ, người này trong cổ họng có phải hay không có cái loa phóng thanh. Nhạc Khải cũng là lộ ra cười khổ. Cuối cùng, Nhạc Khải cùng Vieira còn bắt tay một cái. Làm hiện trường lần nữa phát ra tiếng cười. Vermalen cười một tiếng, khoát tay nói, mở nhỏ đùa giỡn, Khải là một phi thường ưu tú cầu thủ cùng với đội trưởng, hắn luôn là mang đầy nhiệt tình, hắn tổng là có thể làm được người bình thường không làm được chuyện, nhìn hắn bóng lưng, ngươi sẽ từ sâu trong nội tâm hiện lên một cổ lực lượng. Nếu như là những người khác, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Vermalen giả bộ hung ác đạo, ai cũng đừng nghĩ đem ta đuổi đi. Nói xong, hắn còn hướng Weger làm cái hung ác nét mặt, Weger cũng là thuận thế giơ hai tay lên phối hợp, hiện trường lần nữa bị chọc cho cười ha ha. Bất quá, nếu như người này là Khải, như vậy ta không có ý kiến. Vermalen hướng nhạc Khải quăng vẫy đầu nói, đi lên. Khải. Nhạc Khải kinh ngạc. Không sai. Lên đây đi. Tiểu nhị. Nhạc Khải mặt mộng bước đứng dậy, thẳng đi tới Vermalen bên người. Vermalen từ trong túi móc ra một vật, theo Nhạc Khải cánh tay, đeo vào cánh tay của hắn bên trên. Nhạc Khải nhìn thấy, đây là Arsenal đội trưởng phù hiệu. Chợt, Vermalen nắm Nhạc Khải thủ đoạn, giơ cao cánh tay của hắn. Vermalen cao giọng nói, đây là cáo biệt nghi thức cũng là nghênh đón nghi thức, Khải đem thay thế vị trí của ta, trở thành Arsenal tân nhiệm đội trưởng. Hắn đem được trao cho xuất lĩnh Arsenal trở lại huy hoàng, khai sáng lịch sử chức trách. Gặp lại. Arsenal. Gặp lại. Toàn bộ thân ái người. Chuyện ngoài lệ, canh hai đưa lên. Cầu đính duyệt. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu sưu tầm. 7.017 ca. Chương 134, N'Golo gia nhập chúng ta. Nước Pháp Paris, World Cup nhiệt triều hào hạo đảng đảng đánh tới. Cứ việc nước Pháp giải đấu kết thúc, nhưng vẫn vậy có càng thêm bốc lửa World Cup gần tới, bóng đá không khí cũng là nồng hậu hơn mấy phần. Paris trên đường phố, tùy ý có thể thấy được đều là cắm nước Pháp quốc kỳ, cũng ngọn có một ít tuyển thủ quốc gia hình tượng cờ xí. Benjamin, Ribery, Grimen, Lori, Sagna, Koscieni vân vân. Những người này hình ảnh chiếm cứ toàn bộ đường phố, thậm chí còn một ít máu chốt tấm bản quảng cáo. Một người da đen thiếu niên đi lại ở trên đường cái. Hắn ngửa đầu xem những bức họa này báo, trong mắt tràn đầy ao ước cùng với vẻ mơ ước. Nờ gô thân cao không tới 170cm, rất khó tưởng tượng, cái này thấp lùng thiếu niên, tương lai sẽ trưởng thành là một điên cuồng cướp bóng cơ khí. can là một đàn hoàng thiếu niên, hắn giấu trong lòng mơ mộng, cũng cố gắng đuổi theo những thứ này mơ mộng. Trừ cái đó ra, cùng nhau với cái khác người da đen gia đình, hắn cũng cần phụng dưỡng cha mẹ cùng với huynh đệ tỷ muội. Hắn có 8 cái huynh đệ tỷ muội, coi là hắn trọn vẹn chín đứa bé. Tuổi thơ lúc, bọn họ chen ở một nho nhỏ nhà trọ chính giữa. Càng trong trí nhớ, hắn không có bất kỳ đồ chơi, duy nhất xưng được đồ chơi chỉ có bóng đá. Mà chính là bóng đá thay đổi hắn sinh hoạt. Ở mới vừa kết thúc mùa bóng bên trong, hắn trợ giúp giải bóng đá hạng hai pháp đội bóng kênh thuận lợi thăng cấp Friend League 1. Toàn bộ mùa bóng trong, Càng cũng biểu hiện ra 4.5 trận đều cướp bóng số liệu, cái này cũng lệnh kênh hy vọng cùng hắn gia hạn. Nhưng lúc này Càng giống vậy gặp phải một phần khác cám dỗ. Đến từ ngoại hạng anh hào môn đội bóng Arsenal mời. Đối với Arsenal mời, Càng trong nội tâm tràn đầy thấp thỏm hắn rất mừng rỡ cùng arsenal có thể mời mời mình dù sao điều này đại biểu hào môn đội bóng công nhận đồng thời hắn cũng có chút lo lắng bất an hào môn băng ghế tịch nhất là bóp chết những cái này trẻ trung cầu thủ vô số cầu thủ trẻ bị lạc ở hào môn băng ghế tịch càng không biết thiên phú của mình có thể hay không ở arsenal thuận lợi leo lên chủ lực vị trí ở tàn khốc hào môn cạnh tranh trong hắn không có tự tin có thể thắng được những người khác Nói thật, càng đối với Arsenal mời tồn tại tức thì mong đợi lại là sợ hãi tâm tình. Một bên về nhà, càng một bên không ngừng tiến hành cân nhắc. Trong lúc bất chợt, điện thoại di động trong túi vang lên. N'Golo, Arsenal tuyển trạch viên đến rồi. Hắn muốn cùng ngươi tiến hành đối thoại. Người đại diện dung này nói. Càng do dự một chút đạo, ta nên đi Arsenal sao? Dung này, phải chỉ có hào môn mới có thể khai phát ra tiềm lực của ngươi. Căng nhếch miệng, đạo, vậy ta đi tiếp xúc một chút đi. Tốt, ngươi đang ở đâu? Ta đi đón ngươi. Căng báo địa chỉ sau, lại qua 10 phút, người đại diện dung này lái xe chạy mà tới. Căng lên xe, hai người quay đầu rời đi. Ước chừng sau nửa giờ, hai người tới một quán rượu. Ở dung này dẫn hạ, càng có chút câu nệ lên lầu. Hai người tới trước gian phòng, Dung này gõ cửa. Cửa phòng mở ra, bên trong đứng một hơi mập nam tử. Nam tử nụ cười hòa ái, mời hai người đi tiến gian phòng. Đám ba người ngồi định sau, hơi mập nam tử mới tiến hành tự giới thiệu mình, ta gọi Steve. Raleigh là Arsenal thủ tịch tuyển trạch viên. Raleigh đem danh thiếp đưa tới, cũng vừa cười vừa nói, ta cả đời đào móc rất nhiều cầu thủ, Tony, Robin, Faraga vân vân. Mà hôm nay, ta vì ngươi mà tới. Ra lây lời mở đầu lệnh hai người đều có chút vừa mừng lại vừa lo, dù sao vị này Arsenal thủ tịch tuyển trạch viên đối bọn họ mà nói chính là nhân vật truyền kỳ. Ra lây sau khi nói xong. Quay đầu nhìn về dung này đạo, ta có thể cùng hắn nói một chút sao? Dung này gật đầu nói, dĩ nhiên, ta sẽ không chen miệng. Cảm ơn. Ra lây cảm tạ một câu, chợt nhìn về can đạo, ngươi nghĩ gia nhập Arsenal sao? đối với lần này, càng cũng không trả lời, mà là giữ yên lặng. Ra lây cười một tiếng, đạo, ta biết ngươi có chút băng khoăn, hào môn băng ghế tịch luôn làm người sợ hãi, nhưng cạnh tranh sẽ để cho ngươi bộc phát ra lớn hơn tiềm lực. Nergolo, có người xem qua ngươi tranh tài, hắn cho ngươi nói lên một cái đề nghị. Càng hiếu kỳ nói, kiến nghị gì? Ra lây, đã tự tin một chút. Càng nháy mắt một cái. Nét mặt của hắn có chút bối rối, thật giống như bị đâm trúng yếu hại vậy. Hắn nói, ngươi đã quá an tĩnh, cứ việc rất cố gắng bôn ba, nhưng lại thiếu một ít thứ then chốt, ví như tự tin. Dừng một chút, ra lây cười nói, ngươi chẳng lẽ không tò mò là ai cho ra đề nghị sao? Can hỏi, là ai? Ra lây cười nói, chúng ta đội trưởng, Khải. Can lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đạo, hắn biết ta. Hiển nhiên đối với Can mà nói, Nhạc Khải là tồn tại ở bóng đá đỉnh kia một nhóm nhỏ người, đây mới thực là ngôi sao bóng đá. Thiên nhiên hưởng thụ người đời chú ý cùng với ngôi sao bình thường đãi ngộ. Còn hắn thì một giải bóng đá hạng hai pháp cầu thủ nhỏ, nồng cốt cũng không bằng. Nhưng Nhạc Khải vậy mà biết bản thân, cái này lệnh can có chút giật mình. Ra lây cười tiếp tục nói, hắn không chỉ có biết ngươi, hơn nữa cho ngươi ghi chép một đoạn video, muốn xem không. Càng ánh mắt sáng lên, Lập tức gật đầu. Ra lây từ trong túi lấy điện thoại di động ra, điều ra một video hình ảnh đưa tới. Càng không kịp chờ đợi clip mở mới. Trong video, Nhạc Khải ngồi ở Arsenal chiến thuật bên trong phòng, sau lưng là cực lớn Arsenal đội Huy. Càng có chút kích động, cái này ở Champions League sân đấu phong vân một cõi ngôi sao bóng đá. Vậy mà cùng tự mình tiến hành đối thoại. Trong video, Nhạc Khải tươi cười nói, hay. Nergolo, đây là ta lần thứ hai kêu gọi tên của ngươi, lần đầu tiên là truyền thụ cho ta nhìn một tranh tài thu hình, ta thấy được thân ảnh của ngươi, ngươi ở cướp bóng cùng với chặn lại phương diện năng lực lệnh ta rất giật mình, phong cách của chúng ta rất giống, vì vậy, ta nghĩ chúng ta có rất nhiều chung nhau đề tài. Cái video này là ta chủ trương tiến hành thu, cũng phát cho ngươi, ngươi có thể làm thành là một thư mời. Không sai, là ta ý nguyện của mình, ta chỉ đại biểu cá nhân ta hy vọng ngươi có thể tới đến Arsenal cùng ta kề vai chiến đấu. Ta cảm thấy chúng ta sẽ trở thành kẻ hợp tác rất tốt. Ta không biết. Ngươi đá bóng lý do là cái gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ở ta vị trí cái này võ đài có vui mừng lớn hơn. Nơi này cường đội rình rập, nơi này ngôi sao bóng đá như mây. Trong video nhạc khải dơ ngón trỏ lên nghiêm túc nói, chỉ cần một cầu, ngươi liền có thể thu được ngươi muốn hết thảy. Dĩ nhiên, nơi này cũng không phải là chỉ có tốt đẹp ta không nghĩ lừa gạt ngươi bởi vì ở chỗ này có cực kỳ gian khổ cạnh tranh hoàn cảnh nhưng ta tin tưởng ngươi có thể thành công ta không biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào nhưng ta thật rất chân thành mời ngươi gia nhập arsenal ta cảm thấy chúng ta không chỉ có thể trở thành bạn tốt càng có thể thành vì tất cả ngươi cũng sợ hãi tiền về trụ hợp tác tiểu nhị ta ở chỗ này chờ ngươi gia nhập chúng ta sau đó cùng nhau truy đuổi vinh dự video kết thúc nhưng đối với can nội tâm lại là cực kỳ chấn động nhạc khải khẳng định lệnh trong lòng hắn hiện lên chưa bao giờ có tự tin cùng với dũng khí nhưng cùng lúc cũng có một loại sợ hãi tâm tình hắn sợ hãi phụ lòng nhạc khải cùng với mọi người mong đợi ra lây chính xác đâm trúng can tâm tình nói vì sao không thử một lần nếu như ngươi không bước ra bước này như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không biết kết quả ta sẽ không nói. Ngươi nhất định sẽ thành công, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể tự tin một chút, nếu như ngươi không làm được tin tưởng mình, như vậy ngươi có thể tin tưởng Khải. Ra lây mỉm cười nói, hắn nhưng không chỉ một lần khen ngợi qua ngươi. Càng bắt đầu dao động. Con ngươi của hắn cũng đang kịch liệt lay động, hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt nội tâm đối kháng. Sau một lúc lâu, Can hỏi, hắn là một người như thế nào? Ra lây cười nói, một nghĩ làm cho tất cả mọi người cũng đi theo người một trời sinh đội trưởng cùng với lãnh tụ cũng là một thân mật khăng khít bạn bè cùng với đồng bạn cuối cùng ra lây đưa tay ra đạo n gia nhập chúng ta thế nào càng liếc nhìn ra lây lại quay đầu nhìn về phía người đại diện người sau nhỏ nhẹ gật đầu càng cúi đầu đang suy tư hồi lâu chậm rãi hơi thở đạo ta muốn nếm thử một lần bất kể thành công hay không ta lựa chọn tin tưởng mình cũng tin tưởng khải ra cười to nói đây là tin tức tốt nhất ta nghĩ khải nhất định sẽ rất cao hứng làm xong sau khi quyết định càng cũng là cười rất dễ dàng ta cũng hy vọng mình có thể cùng khải kề vai chiến đấu nếu như có thể xin giúp ta chuyển cáo khải ta sẽ thành một đủ để xứng với hắn tiền vệ trụ hợp tác ra lây hung hăng gật đầu nói không thành vấn đề chúng ta sẽ cùng kênh tiến hành liên hệ không cần lo lắng chuyển nhượng vấn đề, tin tưởng ta, kênh không cách nào cự tuyệt tiền tài cám dỗ. Stephen Ra lây trịnh trọng nói, chúng ta Có tiền Chuyện ngoài lệ, canh ba đưa lên Cầu đính duyệt Cầu phiếu hàng tháng Cầu phiếu đề cử Cầu sưu tầm 7.017k Chương một, trở về nước. Thượng Hải sân bay phổ đông. Trịnh Tân đi ra lối đi, trông lên trước mắt quen thuộc chữ Hán cùng với người đến người đi đám người, cảm khái rất nhiều. Bởi vì công tác nguyên nhân, hắn đã ở nước Anh sinh sống đến gần 6 năm thời gian, trở lại cố thổ sau, một cổ thân thiết khí tức đập vào mặt. Trịnh ca, nơi này. Có người kêu một cổ họng, Trịnh Tân quay đầu nhìn lại, hắn thấy được một địa trung hải nam tử giữa hai lông mày loáng thoáng có cảm giác quen thuộc trịnh tân thử dò xét tính nói phan tiểu văn hay phan tiểu văn cười đi lên trước nhiệt tình vỗ một cái trịnh tân bả vai nói làm khó ngươi còn có thể nhận được ta trịnh tân càng phát ra giật mình đặc biệt là xem phan tiểu văn trên đầu phương địa trung hải không khỏi nói trong nước áp lực công việc lớn như vậy ta ở nước anh cũng không có trọc trịnh tân cùng phan tiểu văn lúc cùng lúc tiến vào pp thể dục công tác quan hệ của hai người cũng là cực kỳ thân mật hắn nhớ mang máng trước khi rời đi phan tiểu văn còn có cái này mái tóc đen dày đặc bây giờ cũng là không thấy tâm hơi phan tiểu văn sờ một cái đầu đạo ta đây là hùng trọc di truyền không có biện pháp hai người tự ôn chuyện phan tiểu văn liền kéo trịnh tân rời đi phi trường ngồi chiếc xe lái rời phi trường dọc phố hai bên để nhiều loại quốc cúc tấm bản quảng cáo. Một ít nhà cao tầng màn hình tinh thể lỏng trên tường, càng là tuần hoàng phát hình, Trung Quốc đội tuần diễn lễ hình ảnh. Lấy Vương Nghị, Nhạc Khải, Trần Mạn, Lưu Khải Thụy cầm đầu Trung Quốc các cầu thủ tuần hoàng xuất hiện ở trong màn ảnh, trong đó càng có rất nhiều bọn họ ở mỗi người giải đấu đặc sắc phát huy ống kính. Trịnh Tân nhìn những hình ảnh này, trên mặt lộ ra một tia sáng rỡ nụ cười. Phan Tiểu Văn lái xe, liếc mắt nhìn trịnh tân cười nói năm nay world cup nhưng có tiều lạc trước kia chúng ta đều là trông cậy vào vương nghị một người liền chỉ hắn ở phía trước sáng tạo ghi bàn nhưng bây giờ trần mạng lưu khải thụy còn có nhạc khải xuất hiện đem thực lực của chúng ta kéo cao một mảng lớn đấu loại trực tiếp cũng không là hoàn toàn không có hí a à. ngoại hạng anh vô địch trung tràng liga một vô địch tiên phong port google primera liga á quân tiền đạo cánh là liga á quân hậu vệ chật chật, cái này phóng trước kia cũng không dám nghĩ. Cho nên nói, năm 2002 kia giới World Cup mở một tốt đầu, nhìn một chút bây giờ đám này các tiểu tử, lúc này mới qua hơn 10 năm liền từng cái một bắt đầu vọt ra mặt. Trịnh Tân gật gật đầu nói, đúng vậy a. À. Khóa này World Cup là năm 2002 tới nay thụ nhất mong đợi một lần. Trịnh Tân ánh mắt tập trung ở một cái cực lớn tấm bản quảng cáo. Cự Long đằng bay lao ra vòng đấu bảng. Cùng lúc đó, Bờ Di Phi Trường cũng là người ta tấp nập. Đại lượng người hâm mộ cùng với phóng viên hội tụ ở này. Hôm nay các lộ du học tuyển thủ quốc gia đem lục tục trở về nước, bắt đầu World Cup trước chỉnh đốn cùng với giao hữu. Trước mắt liên đoàn bóng đá phương diện vì quốc túc chuẩn bị 3 trận giao hữu, theo thứ tự là cùng Nhật Bản, Italy cùng với Nga. Ba trận giao hữu cũng sẽ ở bất đồng thành phố cử hành sau đó quốc túc đem lên đường tiến về Brazil chuẩn bị chiến đấu năm 2014 World Cup. Đây là năm 2002 tới nay, được chú ý nhất một lần World Cup. Vương Nghị, Nhạc Khải, Trần Mạng, Lưu Khải Thụy, Quách Lượng, Du Hát chờ du học cầu thủ đem toàn bộ vùi đầu vào World Cup đội hình chính giữa. Theo đội tuyển quốc gia lão soái Lưu Hồng Ba bày tỏ, bọn họ sẽ lấy Nhạc Khải làm trụ cột, lần nữa xây dựng một bộ mới nguyên chiến thuật hệ thống. Cụ thể là như thế nào chiến thuật chưa tiến hành công bố, nhưng nhạc khải tồn tại lệnh rất nhiều người hâm mộ cùng với truyền thông cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Dĩ vãng Trung Quốc đội chính là tồn tại eo vô lực vấn đề. Cho dù trước trận có vương nghị loại này ngôi sao bóng đá chống đỡ tấn công tuyến đường, nhưng trước sau trận không cách nào hoàn thành hàm tiếp, trung tràng không cách nào cung cấp đủ pháo đạn, đem vương nghị phần lớn hỏa lực cũng cho lãng phí không có. Có lúc, vương nghị thậm chí phải về rút lui nhận banh, từ trong trận bắt đầu tiến hành đột phá. Cái này gia tăng thật lớn áp lực của hắn. Ở không thoải mái vị trí, lấy không được tự nhiên phương thức tấn công, đây là Trung Quốc đội một mực tồn tại vấn đề. Mà nay lại là hoàn toàn bất đồng. Cánh có, Trung Quốc siêu xe, trần mạng, người này kỹ thuật hoặc giả không ra sao, nhưng tốc độ là thật nhanh, ở Port Google Primera Liga cùng với Champion League đều có cực kỳ tốt biểu hiện tuyến phòng ngự bên trên Lưu Khải Thụy cũng là Trung Quốc đội phòng thủ trụ cột. Mà mấu chốt nhất trung tràng vị trí, nhạc khải liền giống như một tôn định hải thần châm bình thường đinh ở nơi nào. Đây là nhất làm người ta hưng phấn một chút. Đây chính là ngoại hạng anh vô địch cấp bậc trung tràng nồng cốt A. Dĩ vãng Trung Quốc đội đều dựa vào quách lượng du hát trung tràng hợp tác, hai người cứ việc cũng là du học cầu thủ. Nhưng ở World Cup loại này võ đài, cùng cái khác châu Âu quốc gia tuyển chọn tỷ mỹ siêu cấp trung tràng so với, dù sao cũng kém hơn rất nhiều. Người hâm mộ Trung Quốc thậm chí dùng kiểu Trung Quốc đi -E động cơ để hình dung cái này đối trung tràng tổ hợp. Nhưng bây giờ, Nhạc Khải xuất hiện lại lệnh Trung Quốc đội trực tiếp đổi lại siêu xe cấp bậc động cơ. Cường hãng cướp bóng chặn lại năng lực. Ưu tú ra cầu cùng với năng lực tổ chức. Còn có không thuộc về người Âu Mỹ thân thể đối kháng năng lực, cái này lệnh người hâm mộ Trung Quốc cảm thấy, bọn họ có thể ở giữa sân cùng những quốc gia khác đội thật tốt thách thức. Người hâm mộ Trung Quốc là nhiệt tình. Vốn là năm ngoái tháng 6 phần thời điểm, bọn họ là có thể thấy được nhạc khải, nhưng bởi vì thương bệnh vấn đề, nhạc khải không thể tham gia một lần kia vọng loại World Cup. Vì vậy bọn họ đem phần lớn kỳ vọng đều đặt ở khóa này World Cup bên trên. Bọn họ muốn xem đến một đầy đủ thể Trung Quốc đội. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc đã tới giờ khắc này phi trường bên trong đại sảnh người ta tấp nập người hâm mộ cùng với phóng viên cũng ở mong mỏi trung gian chừa lại một cái thông đạo cung cấp du học cầu thủ rời đi phía trước nhất là hai vị đội tuyển quốc gia nhân viên tiếp đãi chủ soái lưu hồng ba cũng không hiện thân phi trường rất nhanh phi trường bắt đầu rối loạn lên đến rồi đến rồi là ai nhanh lên một chút tiến lên. Đám người bắt đầu đẩy về phía trước chen, thật may là có an ninh nhân viên duy trì trật tự, lúc này mới duy trì được hiện trường. Đám người nhón chân nhọn, nhìn về lối ra. Bọn họ thấy được một con sáng loáng tóc đen căng căng đến ngược, mặc một bộ màu xanh sẫm polo áo phông, cổ áo đứng lên, đeo kính mát, kéo rương hành lý. Vương Nghị Đại đế Dẫn đầu đi tới chính là Trung Quốc đội tiên phong kim đội trưởng Vương Nghị. Hiện trường một mảnh náo nhiệt, Vương Nghị nhìn chầm chầm lấp lóe đèn flash, hướng người hâm mộ phất tay một cái, hướng quốc túc nhân viên tiếp đãi đi tới. Trương ca, Phạm Lĩnh đội. Vương Nghị cười hướng hai người giang hai tay ra, ba người ôm một cái. Huấn luyện viên Trương Thần cười vỗ một cái Vương Nghị bả vai, cười nói, thân thể bệnh chắc không ít a. À? Vương Nghị cười nói, đặc biệt luyện một ít còn không được. Một bên Phạm Lĩnh đội giống vậy mỉm cười nói, trạng thái thế nào không có thương tổn bệnh mầm hòa a à? yên tâm vương nghị lắc đầu cười nói trước khi tới đã đã làm kiểm tra phạm lĩnh đội gật đầu nói trở về còn phải làm tiếp một lần tốt ngươi là đi về trước hay là chờ một chút những người khác trương thần hỏi vương nghị suy nghĩ một chút nói đều là cái điểm này trở lại sắp xỉ. trước sau cũng liền chừng ba giờ ngươi quách lượng du hát lưu khải thụy trần mạng còn có nhạc khải toàn bộ đều là gần đây chuyến bay vương nghị kinh ngạc nói trùng hợp như vậy mấy người các ngươi là trùng hợp như vậy trần mạng cùng nhạc khải là một chuyến bay vương nghị gật gật đầu nói vậy bọn ta một chờ bọn họ đi chúng ta cùng nhau trở về tốt phạm lĩnh đội gật đầu hắn cũng không muốn đang chơi đùa lần thứ hai tới đón người làm vương nghị rời đi phi trường sau, qua đại khái chừng một canh giờ, quách lượng cùng với du hát cũng đi ra. Hai người là trung tràng hợp tác, chiều cao tương tự, vóc người tương tự, liền ngay cả tướng mạo cũng có như vậy từng ti chỗ tương tự. Vì thế người hâm mộ Trung Quốc cho bọn họ lên hai ơ huynh đệ ngoại hiệu. Quách lượng cùng du hát vóc người muốn cường tráng một ít, bởi vì ở ngoại hạng anh đá qua cầu, vì vậy rất trót trọng thân thể đối kháng phương diện huấn luyện so sánh với Vương Nghị mà nói, cũng trạng một vòng. Hai người cùng phạm lĩnh đội cùng với trương thần chào hỏi, đồng ý bọn họ đám người tính toán sau, đi vào xe buýt. Đối mặt hai cái đồng đội đến, Vương Nghị cũng là nhiệt tình bắt chuyện lên. Lại qua chừng nửa canh giờ, một tiếng phá la giọng chợt vang lên. Ai mà nha? Nhiều người như vậy chút đấy. Chỉnh náo nhiệt như thế. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này thuần túy đông bắc giọng cùng với vui mừng lớn giọng nhi, không thể nghi ngờ là Lưu Khải Thụy. Lưu Khải Thụy một thân danh thiếp quần áo, trước không đề cập tới dựng không dựng, ngược lại liền thật đắt. Nách trong kẹp bao, đi bộ lắc lư đầu. Một bộ nên máng dáng vẻ. Thấy được Lưu Khải Thụy không đàng hoàng hình tượng, trương thần cùng Phạm lĩnh đội đều không khỏi nở nụ cười khổ. Phạm lĩnh đội càng là mắng, đài truyền hình vỗ đâu, đừng ném người. Lưu Khải Thụy tràn đầy ngạc nhiên đạo, không ve sầu a. À. Hắn rung lên bản thân tràn đầy sáng phiến áo khoác, đạo, nhiều dương khí. Cái này trung phục ngày, ngươi xuyên cùng kiến chiếu hậu vậy, ngươi muốn chiếu chết ai vậy? Trương thần tức giận nói. Lưu Khải Thụy cúi đầu liếc nhìn áo khoác, nói, khó coi sao? Trương thần, ngươi cảm thấy đẹp mắt. Thật đẹp mắt. Lưu Khải Thụy dùng rung lên áo khoác. Quạt gió đạo, chính là quá chọc điểm phạm lĩnh đội cười khổ nói mau lên xe đi lưu khải thụy không chấp nhận phỏng vấn ta diễn giảng cũng chuẩn bị xong có nhiều thời gian sau này cũng làm cho ngươi lên tiếng được không trương thần đối lưu khải thụy cái này xả ngưu người mắc bệnh cũng là không có chiêu vội vàng thúc giục nghe vậy lưu khải thụy giơ ngón tay cái lên nói để ý nói xong lại là lắc lư đầu rời đi lại qua chừng một canh giờ. Phóng viên cùng với người hâm mộ Nhật Bản trong mong đêm phán phán người, rốt cuộc đã tới. Chuyện ngoài lệ, một canh đưa lên. Cầu đính duyệt. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu sưu tầm. 7.017 ca. Chương 2. Trở về du học các cầu thủ làm nhạc khải cùng trần mạng xuất hiện ở bờ di phi trường lúc toàn bộ hiện trường chợt bộc phát ra tiếng hoang hô to lớn càng kèm thêm người hâm mộ kêu lên động tỉnh thật tráng a à. trong tivi không nhìn ra chân nhân thế nào cứ như vậy tráng trần mạng cũng không tính gầy nhưng ở nhạc khải bên cạnh liền cây tâm vậy nhạc khải to con vóc người dẫn đầu đưa tới mọi người tháng phục Trung Quốc đội thậm chí còn châu Á đội bóng bên trong sẽ rất ít xuất hiện nhạc khải loại này vóc người cầu thủ. Không phải sưng vụ cường tráng, mà là cái loại đó đường công rõ ràng. Lực bộc phát 10 phần bắp thịt. Phòng lên cơ ngực lớn, từ tay ngắn ống tay áo trần lộ ra ngoài hai chi kỳ lân tí, chỉ riêng xem liền cho người một loại khiếp sợ cảm giác. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng hiểu những thứ kia ở ngoại hạng anh đá bóng tiên phong đang đối mặt nhạc khải lúc, cần gánh đối kháng áp lực hiện trường một mảnh náo nhiệt. Nhạc khải trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc cùng vẻ hiếu kỳ. Phản quan, Trần Mạng Thời là quen cửa quen nẻo thúc giục nhạc khải. Đi đi đi. Đừng ở chỗ này đợi. Nhạc khải cất bước, hai người đi về phía xuất khẩu. Bọn họ nhìn thấy Phạm lĩnh đội cùng với Trương Thần. Thấy được hai người lúc, Phạm lĩnh đội trực tiếp cười lớn tiếng lên, thái độ sau vương nghị đám người muốn nhiệt tình rất nhiều mà nhạc khải cùng trần mạng cũng là kinh ngạc nói phạm huấn luyện viên lão phạm phạm hoành vũ phương bắc đào tạo trẻ cơ thủ hạ tư thâm đào tạo trẻ huấn luyện viên bồi dưỡng đa số du học cầu thủ trong đó liền bao gồm nhạc khải cùng trần mạng nói chuẩn xác nhạc khải cùng trần mạng chính là từ phạm hoành vũ thê đội một chút xíu trưởng thành cho đến tiến hành du học sinh hoạt ba người tình cảm không thể bảo là không tốt hai người các ngươi tiểu tử bây giờ là thật thành long. Phạm Hoành Vũ không ngừng vỗ nhạc khải cùng trần mạng cánh tay, ánh mắt cũng cười thành một đường. Đối với hắn loại này đào tạo trẻ người làm việc mà nói, không có cái gì so ái độ có tiền đồ nhất làm người ta an ủi chuyện. Mà nhạc khải cùng trần mạng không chỉ là có tiền đồ mà thôi, hai người này đã ở châu Âu chủ lưu sân đấu chiếm cứ một chỗ ngồi. Đặc biệt là nhạc khải. Hào môn Arsenal đội trưởng kim tuyệt đối nồng cốt, đây đối với phạm hoành vũ mà nói cũng là cũng vinh dự lây ngài là lĩnh đội nhạc khải xem phạm hoành vũ trên ngực lĩnh đội tiêu chí kinh ngạc hỏi trần mạng cũng là cười nói ngài cái này đi hai ta quan hệ a à? phạm hoành vũ đối với lần này cười nói cũng có thể nói như vậy chủ yếu là đội tuyển quốc gia sợ không trấn áp được hai ngươi cố ý để cho ta qua tới đảm nhiệm lĩnh đội lời nói nặng nề một chút nhưng cũng không khác mấy dù sao nhạc khải cùng trần mạng đều là nổi tiếng bên ngoài loại cấp bậc này cầu thủ cũng không tốt thao túng một không tốt rất có thể sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng vì tăng cường trao đổi đem hai người vỡ lòng huấn luyện viên chiêu mộ tới trăm lợi mà không có một hại ba người ôn chuyện lúc trương thần cũng đi tới trương thần hướng nhạc khải đưa tay ra cười nói xin chào nhạc khải ta là lưu hồng ba lão soái trợ lực huấn luyện viên ta gọi trương thần Nhạc khải liền vội vương tay ra đạo Trương huấn luyện viên chào ngài Trương thần cười ha hả nói Thêm ta trương thần hoặc là trương sư ca là được Ta trước kia cũng là thể chế đào tạo trẻ Bất quá không có đá ra Đổi nghề làm huấn luyện viên Sau đó Trương thần vỗ một cái nhạc khải cánh tay Nói đi thôi Bọn họ đều ở đây trên xe bus chờ đâu Nhạc khải cùng trần mạng lập tức đuổi theo hai người Đi về phía xe buýt Dọc theo đường đi truyền thông ống kính hướng về phía hai người cuồng đập, hai bên người hâm mộ càng là không ngừng la lên tên của hai người. Đặc biệt là nhạc khải, người hâm mộ cho hắn nhiệt độ cực kỳ cao tình tiếng hoang hô, toàn bộ bờ di phi trường đều có thể nghe tên nhạc khải. Chờ hai người đi lên xe buýt sau, bọn họ cũng gặp được Vương Nghị, Quách Lượng, Du Hát cùng với Lưu Khải Thụy bốn người. Lưu Khải Thụy dẫn đầu xông lại cho nhạc khải một ông chầm. Nhạc ca, ngưu bức, đối mặt dễ làm quen Lưu Khải Thụy, Nhạc Khải buồn cười nói, ta ngưu gì? Đơn phòng CR7A. Lưu Khải Thụy rủa xả nói. Thật là muốn hôn mệnh, cái này bồ đào nha nát tử đá chúng ta liền tặc hăng hái nhi, thật con mẹ nó giống như cho hắn một lớn điện pháo. Trần Mạng ở một bên hú hét nói, kia ngươi ngược lại lên A. Liền nhìn ngươi ngoài miệng làm tàn. Ngươi cho ta không nghĩ. Cầm cái thẻ đỏ, người nào chịu trách nhiệm còn chưa phải là phải ta phụ trách ta cũng không thể cấp trên trần mạng ngươi sợ lưu khải thụy mắng sợ cái rắm ngươi chính là sợ ta không có sợ không có sợ chơi hắn a à? chơi hắn cầm thẻ đỏ kia ngươi chính là sợ cúc hai người cãi vã thời điểm vương nghị cười ha hả vỗ một cái nhạc khải chợt chỉ hướng quách lượng cùng với du hát đạo quách lượng cùng du hát người trung tràng hợp tác quách lượng cùng du hát mặt mũi tương tự nhưng người trước nhuộm tóc vàng người sau là đầu đinh vì vậy còn dễ phân biệt hai người so nhạc khải hơi lớn một chút nhưng vẫn vậy rất nể mặt dẫn đầu đưa tay ra nói gọi ta quách tử là tốt rồi ta liền du hát nhạc khải cũng là cười nói nhạc khải ba người sau này là trung tràng hợp tác đương nhiên phải dẫn đầu làm quen một chút ấn tượng đầu tiên coi như không tệ bất quá hai người này thật giống như đều thuộc về cái loại đó trầm mặc ít nói loại hình không thích nói chuyện quả nhiên vương nghị đạo hai người này đều là hữu nút không thích nói chuyện mỗi lần truyền bóng trước cũng không nhắc nhở ta truyền xong sau nói cho ta biết bọn họ dùng ánh mắt nói cho ta biết liền cái này hai hàng nếu như tiếp tục giả câm ngươi tùy tiện phun nghe vậy Quách lượng cùng du hát sắc mặt một khổ đạo, vương ca, hai ta nói chuyện, đối phương cũng chỉ nghe thấy. Vương Nghị tức giận nói, bọn họ nghe hiểu không? Mồm dài hai người trên người thật liền đáng tiếc. Nói xong, hắn lại hướng nhạc khải đạo, hung hăng phun. Giống như người ở Arsenal như vậy. Chợt. Hắn lại cảnh cáo hai người đạo, hai người nghe rõ cho ta, chớ đem sân bóng bên trên tâm tình mang tới dưới trận, mọi người đều là vì thắng lợi, hiểu chưa quách lượng cùng du hát nhìn thẳng vào mắt một cái bọn họ hiểu vương nghị đây là cho thêm nhạc khải sân ga hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng huấn luyện viên tổ đã chế định lấy nhạc khải làm trụ cột chiến thuật hệ thống bọn họ cũng phải vây lượng nhạc khải đá bóng vì thế rối rít tỏ thái độ nói trên sân tùy tiện phun đá không được khá liền phải bị mắng có vấn đề gì ngươi nói ngay chúng ta cùng nhau thảo luận đối với lần này Nhạc Khải gật đầu nói, ta sẽ làm như vậy. Nghe vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cho là Nhạc Khải sẽ kể một ít lời khách khí, nhưng người này lại. Đủ trực tiếp. Bất quá, người ta thực lực cùng với danh tiếng đặt ở đó, bọn họ cũng không có cái gì câu oán hận. Xe buýt đại khái chạy khoảng 30 phút, bọn họ mới đi đến trụ sở huấn luyện. Chung quanh vẫn là số đông ký giả cùng với người hâm mộ, nhưng xe buýt trực tiếp lái vào căn cứ, không có cho truyền thông cùng với người hâm mộ bất kỳ tiếp xúc cầu thủ cơ hội. Dọc theo nội bộ căn cứ con đường đi thêm vài phút đồng hồ. Xe buýt dừng ở một chỗ hai tầng liên bài tiểu lâu trước. Đứng ở cửa một vị đầu đầy hoa râm, ăn mặc màu đỏ đội tuyển quốc gia huấn luyện phục ông lão. Ông lão mặt mũi hòa ái, mỉm cười thời điểm làm động tới lên hai bên nếp mây, mặt mũi nhìn như già nua, nhưng thân bản cũng là thẳng tắp, mà lại rất là to lớn. Lão sư lưu huấn luyện viên lưu huấn luyện viên huấn luyện viên huấn luyện viên chào ngài nhạc khải đám người đi xuống xe rối rít cùng lưu hồng ba huấn luyện viên kỳ cựu chào hỏi người sau cũng là cười vỗ một cái mọi người bả vai đặc biệt là đi tới nhạc khải bên này lúc lưu hồng ba nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ nếp nhăn trở nên càng thêm dày đặc được 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 bọn nhỏ một hồi trương thần sẽ giúp các ngươi an bài trụ sở sau đó tiến hành kiểm tra sức khỏe bắt đầu ngày mai tiến hành huấn luyện đám người rối rít gật đầu nói xong lưu hồng ba huấn luyện viên kỳ cựu liền rời đi nhạc khải đám người ở trương thần an bài xuống bắt đầu tiến hành vào ở bởi vì là đóng kín thức huấn luyện vì vậy các cầu thủ không có đặc thù nguyên nhân không được tự mình đi ra ngoài hai người sử dụng một gian phòng nhạc khải bản cho là mình sẽ cùng trần mạng phân ở chung một chỗ nhưng cuối cùng phát hiện mình cùng vương nghị phân ở một căn phòng đối với lần này nhạc khải cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có quá nhiều ý tưởng cả phòng coi như không tệ hai người đều có căn phòng đơn độc trung gian là một công cộng phòng khách bên trong phòng khách truyền hình mạng chờ cũng có được bên trong phòng tắm cũng là cực kỳ sạch sẽ gọn gàng một ít rửa mặt vật phẩm cũng chỉnh tề gấp ở một chỗ sử dụng là đủ nhạc khải đối với trụ sở coi như hài lòng vương nghị bên này cũng là mới vừa chỉnh lý xong hành lý chuẩn bị đi ra ngoài tìm nhạc khải cùng nhau đi dạo một vòng trụ sở huấn luyện làm quen một chút nhưng nhạc khải dẫn đầu chạy tới gõ một cái vương nghị cửa phòng vương nghị mở cửa hắn thấy được người mặc huấn luyện phục nhạc khải vương nghị cúi đầu nhìn đồng hồ đạo kiểm tra sức khỏe là ở buổi chiều 4 giờ bắt đầu. Nhạc Khải gật gật đầu nói, còn có 2 giờ, chúng ta đi phòng thể dục đơn giản nóng người. Bây giờ, Vương Nghị kinh ngạc nói, ngồi một ngày máy bay, ngươi không mệt. Nhạc Khải cười nói, liền nóng người mà thôi. Vương Nghị suy nghĩ một chút, đạo, tốt, ngươi chờ ta một chút. Chuyện ngoài lệ, canh hai đưa lên. Cầu đính duyệt. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu sưu tầm. 7.017k. Chương 3, giới vậy à chơi ý. Hai giờ sau, nhạc khải cả người sảng khoái cầm khăn lông lau mồ hôi. Quả nhiên sau khi vận động, mới có thể tiêu trừ đi cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa còn có lợi cho đổi chênh lệch múi giờ, sao không vui mà làm. Xem xét lại, Vương Nghị thời là ngồi ở chạy bộ trên máy, trên mặt đùa lớn mồ hôi chảy ròng, hai chân càng là không ngừng rung lên. Lúc này Vương Nghị lâm vào sâu sắc nghi ngờ chính giữa. Nóng người. Cái này con mẹ nó là đơn giản nóng người. Hắn đều sắp bị luyện được luyện. Hắn không rõ ràng lắm Nhạc Khải bình thường huấn luyện lượng là cái gì, nhưng tuyệt đối không bình thường. Arsenal bình thường cũng như vậy huấn luyện. Vương Nghị quay đầu hỏi: hắn nghe nói qua arsenal huấn luyện rất hà khắc nhưng cái này cái định mệnh đã không tính hà khắc mà là phát điên phát rồ đối với lần này nhạc khải quay đầu nói đây là ta huấn luyện lượng quả là thế vương nghị cười khổ nói ngươi mỗi ngày đều như vậy luyện nhạc khải gật đầu nói đã giữ vững ba năm vừa mới bắt đầu rất khó chịu nhưng luyện một đoạn thời gian liền thích ứng hơn nữa ngươi cũng biết arsenal băng ghế tịch không đủ cho nên chúng ta ở ứng phó đa tuyến tác chiến dưới tình huống cần giữ vững đủ thể năng không có cường độ cao huấn luyện dự trữ đủ thể năng là không được vương nghị cảm khái nói ta rốt cuộc coi như hiểu arsenal vì sao có thể giết đến bán kết nếu như arsenal mỗi người cũng có thể giữ vững nhạc khải loại huấn luyện này lượng không một nửa đều có thể như vậy arsenal phục hưng thì không phải là kỳ quái chuyện đi thôi chúng ta đi kiểm tra sức khỏe kiểm tra sức khỏe cái rắm vương nghị ít có chữ thề nói đi trước nghỉ ngơi một hồi ta không chạy nổi nhạc khải cúi đầu liếc nhìn vương nghị đạo ngươi cái này không được a à. nếu như đụng phải ta đụng một cái ngươi ngươi liền phải đảo vương nghị tức giận nói ta sẽ không gạt bài nhạc khải nhún vai nói rất nhiều người đều là cái ý nghĩ này nhưng bọn họ cũng không có thành công vương nghị yên lặng chốc lát Nhạc Khải ăn bài xuất sắc thực không cao, hơn nữa đến nay cũng không có ăn được một trương thẻ đỏ. Đi thôi, đi trước căn phòng nghỉ ngơi một hồi, tắm, sau đó đi kiểm tra sức khỏe. Được rồi. Buổi chiều 9 giờ hơn, đội tuyển quốc gia các huấn luyện viên tụ tập ở chung một chỗ. World Cup gần tới, công việc của bọn họ áp lực rất lớn, đặc biệt là hiện giờ chi này đội tuyển quốc gia. Phần lớn cũng không có cùng nhau đá bóng trải qua. Nhạc Khải càng là lần đầu gia nhập trong đó, ăn khớp tình huống thường không rõ ràng lắm dưới tình huống, bọn họ cần sớm hơn tiến hành quan sát cùng phán đoán. Đầu tiên là kiểm tra sức khỏe báo cáo. Trương thần lấy ra kiểm tra sức khỏe báo cáo, đạo, ở kiểm tra sức khỏe bản báo cáo trong, các đội viên trạng thái thân thể giữ vững coi như không tệ, trừ trần mạng có một ít bị thương khuynh hướng ra, những người khác rất bình thường. Về phần phần này. Trương Thần đơn độc kia một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo, tuét miệng nói, "Ta cảm thấy." Các vị hay là liếc mắt nhìn tốt. Các huấn luyện viên rối rít lại gần, chợt nhất tề hít sâu một hơi. "T." "Cái này là cái gì thân thể số liệu?" "Mạnh như vậy? Luyện thế nào phải a? À? Người châu Á có thể luyện ra loại này thân thể số liệu?" Từng cái một huấn luyện viên phát ra thanh âm kinh ngạc. Đối với lần này, Trương Thần cảm khái nói, đây là nhạc khải kiểm tra sức khỏe báo cáo, bắp thịt của hắn lượng cùng với bắp thịt sống động độ, khôi phục tính cũng rất cao, toàn thân tính cân đối cũng rất tốt, đây là một cái trải qua thiên truy bách luyện thân thể, trong thời gian ngắn tạo không ra. Đám người công nhận gật đầu một cái. Chỉ riêng loại này khoa trương thân thể số liệu, bọn họ liền không có lại Trung Quốc cầu thủ trên người nhìn thấy qua. Nghe trương thần lời nói, huấn luyện viên trưởng Lưu Hồng ba nụ cười trên mặt càng thêm sáng rỡ mấy phần lựa chọn của chúng ta là chính xác trương nghị làm trụ cột lối đá dù rằng có thể đem trung quốc đội tấn công đề cao rất nhiều nhưng chung quy là không thích hợp trước mắt chi này trung quốc đội nồng cốt điểm lui về phía sau lấy trung tràng kéo theo toàn trường tiết tấu gia tăng hàng phòng ngự xoắn giết ở vững vàng phòng thủ điều kiện tiên quyết từ nhạc khải tới phát động phản kích kèn hiệu lưu hồng ba cười cười nói nhạc khải truyền bóng diện tích che phủ rất rộng hắn có thể trực tiếp liên tiếp vương nghị cũng có thể giống như arsenal như vậy cùng trần mạng tạo thành phối hợp hoàn thành tốc độ cao đột phá cho dù là nhạc khải cái điểm này chủ yếu phụ trách phòng thủ không cách nào hoàn thành ra cầu nhiệm vụ quách lượng cùng với du hát cũng có thể từ phương diện phòng thủ rảnh tay đem nhiều hơn tinh lực đặt ở phương diện tiến công phương diện phòng thủ nhạc khải cùng lưu khải thụy cũng có thể tạo thành hô ứng hãy cùng arsenal vậy các huấn luyện viên nghe được hớn hở mặt mày năm ngoái người Trung Quốc có vương nghị. Lưu Khải Thụy, Trần Mạng chờ châu Âu cấp bậc cầu thủ, nhưng nhưng không cách nào đưa bọn họ liên hệ tới. Nguyên nhân chính là trung tràng cường độ không đủ, chỉ có thể từng người tự chiến. Mà nay Nhạc Khải xuất hiện sau, các cái điểm giữa đều sẽ tạo thành liên hệ cùng với hô ứng. Loại cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái. Đem kiểm tra sức khỏe báo cáo công bố ra ngoài, bắt đầu ngày mai tiến hành tập thể huấn luyện. Ở trận đầu huấn luyện thi đấu kiểm nghiệm thành quả. Đám người rối rít gật đầu nói: "Tốt. Không thành vấn đề. Để cho chúng ta làm một trận lớn." Giờ phút này, ngay cả huấn luyện viên nhóm cũng là mong đợi tràn đầy, dù sau đây cũng là bọn họ ra mắt cứng rắn nhất một Trung Quốc đội đội hình. Theo quốc gia vận động y học báo cáo, Vương Nghị, Nhạc Khải chờ du học cầu thủ ở tối hôm qua hoàn thành một vòng cuối cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo tuyển thủ quốc gia nhóm trạng thái thân thể giữ vững tốt đẹp chủ soái lưu hồng ba xưng trung quốc các đội viên trạng thái cũng rất tốt tức sẽ tiến hành tiền kỳ ăn khớp huấn luyện mà ở sau giao hữu trung quốc phương bắc Lưu ninh si thị nhạc kiến quốc nghe trong máy truyền hình thanh âm cúi đầu cầm điện thoại di động lên nhìn một cái nhật kỳ còn có ba ngày a à? nhưng thế nào qua a à? nhạc kiến quốc thở dài nói bên trong phòng bếp đi ra một người trung niên phụ nữ cầm trong tay muỗng nồi cười mắng liền ba ngày ngươi liền không kịp đợi nhạc kiến quốc quay đầu nói ngươi cũng không nghĩ nhi tử vương bội bội hừ nhẹ một tiếng đạo tối hôm qua ta mới vừa cùng nhi tử thông xong video hắn còn để cho ta với ngươi báo bình an nhạc kiến quốc bất mãn kia ngươi tại sao không nói cho ta vương bội bội tức giận nói ta không phải sợ ngươi quấy rầy nhi tử nha chỉ ngươi cái này giật mình la hét tính cách tuyệt đối đại nhi tử hỏi lung tung này kia hắn lại không tiện cự tuyệt ngươi cuối cùng có thể ngủ không ngon giấc huấn luyện trạng thái không tốt nhưng làm thế nào ta nhưng nói cho ngươi ta nhi tử bây giờ không chỉ là ta nhi tử đơn giản như vậy nhạc kiến quốc mắt trận trắng đạo con ta thế nào còn chưa phải là con ta rồi vương bội bội trợn mắt ngứa da đúng không nhạc kiến quốc nghiêng đầu qua chỗ khác không chấp nhặt với ngươi Vương bội bội tức giận nói, bây giờ cả nước cũng nhìn chầm chầm ta nhi tử đâu, ta nhưng nghe nói, bóng đá Trung Quốc liền dựa vào ta nhi tử cứu vớt. Nhạc kiến quốc khoát tay nói, ngươi cũng đừng nghe quỷ kia kéo. Cái gì cùng cái gì, bóng đá không phải chuyện riêng nhi. Ngươi hiểu cái gì? Nhạc kiến quốc trụ xã một câu, làm người hâm mộ, từ năm 2002 bắt đầu, Trung Quốc đội liền bắt đầu liên tục tiến vào World Cup mà cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, người hâm mộ cũng không còn thỏa mãn với đó. Người đều là có dục vọng. Ở năm 2002 trước, tiến vào World Cup chính là người hâm mộ Trung Quốc nguyện vọng. Mà bọn họ bây giờ thời là đem ánh mắt đặt ở đấu loại trực tiếp. Hai giới World Cup, 12 năm chờ đợi, rốt cuộc nghênh đón một lịch sử hùng mạnh nhất một lần quốc túc đội hình, đây cũng là người hâm mộ Trung Quốc mong đợi một chút. Rất nhiều người nói, nhạc khải cứu vớt bóng đá Trung Quốc. Kỳ thực cách nói này cũng không hoàn toàn là sai lầm, trước đó bóng đá Trung Quốc một mực tồn tại eo vô lực vấn đề. Nhạc khải xuất hiện có xác suất rất lớn giải quyết cái vấn đề này, cái này cũng biến hướng cứu vớt bóng đá Trung Quốc. Người hâm mộ Trung Quốc đối với nhạc khải ông có rất lớn mong đợi. Loại này mong đợi không giống với Vương Nghị, Trần Mạng, Lưu Khải Thụy. Mấy cái này vị trí, Trung Quốc đội còn có thể có có chút chậm chuyển đường sống, nhưng ở giữa sân vị trí nhạc khải sực đó chính là thật sực vì vậy người hâm mộ trung quốc là tức là mong đợi lại là thấp thỏm nhạc kiến quốc cũng là như vậy hắn không chỉ là cha của nhạc khải đồng thời cũng là trung quốc khổng lồ người hâm mộ trong một viên cố lên a nhi tử nhạc kiến quốc thật chặt bóp quyền đạo cũng trong lúc đó tại trung quốc đội trụ sở huấn luyện bên trong đang tiến hành khí thế ngất trời huấn luyện đây là lần thứ mấy rồi vương nghị sững sờ xem sân bóng trong sân đang tiến hành công phòng đối kháng huấn luyện tức một kẻ tấn công cầu thủ tấn công phòng thủ cầu thủ tiến hành đơn phòng trần mạng cùng nhạc khải một tổ mà trần mạng rốt cuộc lần nữa hồi tưởng bị nhạc khải cướp bóng chặn lại khủng bố hồi ức giới vậy à chơi ý à lưu khải thụy hơi dài miệng nhìn về phía trần mạng đối diện cái đó trầm ổn bóng người. Trọn vẹn 12 lần đến thử đột phá, trần mạng một lần cũng không có thành công qua. Trần mạng không phải một kỹ thuật hình cầu thủ, ở tốc độ lên trước khi tới, đột phá năng lực không mạnh, nhưng cũng không có rất tồi tệ. Nhưng cho đến trước mắt, trần mạng một lần cũng không có thành công. Người này bị nhạc khải phòng muốn tâm tính sụp đổ. Chuyện ngoài lệ, canh ba đưa lên. Cầu đính duyệt. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu sưu tầm. 7.017k. Chương 4, Cứu sống. Toàn bộ sân huấn luyện bên trong, ánh mắt của mọi người mang theo vẻ sợ hãi. Nhạc khải cướp bóng hiệu suất được kêu là một khủng bố. Cứ việc trần mạng kỹ thuật không được, nhưng nhạc khải loại này phán đoán trước năng lực cũng quá biến thái đây chính là ngũ đại giải đấu tốt nhất cầu thủ biểu hiện sao. Cái này cái định mệnh cũng quá kinh khủng đi. Không chơi. Không chơi. Ở đã nếm thử nhiều lần đột phá không có kết quả sau, trần mạng tâm tính rốt cuộc sụp đổ. Không qua được. Chính là không qua được. Người cái tên này thế nào so trước kia càng biến thái. Trần mạng phiền não gãi đầu. Cho dù ai bị nhạc khải như vậy phòng cũng muốn tâm tính sụp đổ hắn ở đá champions league thời điểm cũng không có áp lực lớn như vậy mà nhạc khải cho hắn gây áp lực đơn giản quá lớn trần mạng lấy vì chính mình trưởng thành với đã đầy đủ lớn nhưng không có nghĩ tới tên này đã thoát khỏi người bình thường phạm trù đồng thời trần mạng cũng có chút nho nhỏ nản lòng bởi vì đặc sắc biểu hiện trần mạng cảm thấy mình đã có thế giới đỉnh cấp tiền đạo cánh năng lực nhưng trải qua cùng nhạc khải một đối một sau hắn mới hiểu được có bao nhiêu chênh lệch biến thái như vậy phòng thủ trong. Robin vậy mà có thể nhiều lần nếm thử đột phá nhạc khải, mà hắn một lần cũng không làm được. Ngươi động tác giả quá rõ ràng. Ở không có bức tốc trước, ta nhắm mắt lại cũng có thể cắt bóng. Nhạc khải lắc đầu một cái, chỉ chỉ bả vai của mình, đạo, bả vai đung đưa quá lớn, ngươi đây không phải là ở nói cho ta biết, ngươi muốn hướng nơi nào đột phá sao. Nhiều học học ba lê, một cước chuyến đi ra ngoài, sau đó dùng tốc độ đi miễn cưỡng ăn ta mà không phải dùng kỹ thuật nếm thử đột phá trần mạng miệng cưỡng đạo nhưng đạp xe đạp đẹp trai hơn nhạc khải trận trắng mắt thế nào người này cùng ba lê một đức hạnh có thể dựa vào tốc độ miễn cưỡng ăn không phải đạp xe đạp uổng phí hết thiên phú bên kia quách lượng cùng với du hát cũng tiến tới cùng một chỗ thế nào có chút biến thái a à? ánh mắt của hai người trông đều mang vẻ kinh dị. Quách lượng nói, ta xem qua hắn tranh tài, người này ở ngoại hạng Anh là có thể điên cuồng cắt bóng, bây giờ đi tới quốc gia chúng ta đội tầng diện, thế nào có loại giảm chiều không gian đã kích cảm giác. Trần mạng kỹ thuật động tác không chín mùi, nhưng cũng không đến nỗi bị như vậy gãy. Du hát nói xong, tuét miệng nói. Phục. Quách lượng cũng là gật đầu nói, liền cái này cướp bóng hiệu suất, phóng tiền về trụ vị trí, thật cái định mệnh yên tâm. Bên sân, huấn luyện viên nhóm cũng cùng tiến tới. Nhạc khải trạng thái rất tốt, kéo dài giải đấu trạng thái. Trương thần vừa cười vừa nói. Huấn luyện viên trưởng Lưu Hồng Ba gật đầu một cái, đạo, trước mắt mà nói, nhạc khải cướp bóng năng lực cho chúng ta một coi như là trong dự liệu ngạc nhiên, nhưng còn phải nhìn toàn thân hiệu quả. Chuẩn bị huấn luyện thi đấu đi. Lưu Hồng Ba nói xong, trương thần đi chuẩn bị ngay toàn bộ đội tuyển quốc gia bị chia làm hai chi đội bóng. Chủ lực đội cùng với dự bị đội. Chủ lực đội, 4, 3, 3 thủ môn, Mẫn Tùng Nhà. Hậu vệ, Kim Phúc Thành, Vương Đào, Trần Chí Thắng, Hứa Thành. Trung tràng, Quách Lượng, Nhạc Khải, Du Hát. Tiên Phong, Trần Mạng, Vương Nghị, Giả Chấn Hoa. Dự bị đội, 4, 3, 3 thủ môn, Đồng Lôi. Hậu vệ, Trác Việt, Cao Lỗi Lượng, Lưu Khải Thụy, Quan Triết Trung Tràng, Mẫn Hoa, Sa Kính Đạo, Cung Bằng Tiên Phong, La Nghị Tài, Cao Lượng, Âu Dương Phi Vì kiểm nghiệm thành quả, Lưu Hồng Ba cố ý đem hai bên các hậu vệ đổi, dự bị đội hậu vệ gia nhập đội hình chủ lực, mà chủ lực hậu vệ tiến vào đội hình dự bị. Đồng thời, huấn luyện viên trưởng Lưu Hồng Ba Hô, chủ lực đội bên này đã nhạc khải làm trụ cột tiến hành tập trung chuyền bóng, vây lượng nhạc khải tới đá đối với lần này không có ai nói lên dị nghị ở bọn họ tham gia tập huấn trước bọn họ cũng đã nghĩ đến một điểm này đối với loại này an bài cũng không có bất kỳ bài xích chỉ có thể nói nhạc khải trên nhiều khía cạnh đã dẫn trước bọn họ quá nhiều trước khi bắt đầu tranh tài nhạc khải chủ động tìm tới hai cái trung tràng hợp tác quách lượng cùng với du hát hai người này đều là du học cầu thủ có đá nhanh tiết tấu kinh nghiệm nhưng nhạc khải cũng không tính trực tiếp đi lên liền đem tiết tấu nổi lên tới. Chúng ta đã quá nhanh, chúng ta trước làm quen một chút, nhìn thủ thế của ta. Đối với lần này, quách lượng cùng du hát hai người rối rít gật đầu. Chờ nhạc khải trở lại trung gian sau, tranh tài chuẩn bị bắt đầu. Vương Nghị làm đội trưởng, vốn định muốn hô một tiếng. Nhưng có người so với hắn trước hô lên. Tất cả mọi người tập trung sự chú ý, đem cái này làm thành một trận chân chính tranh tài chú ý mỗi một cái chuyện bóng cùng chạy chỗ đặc biệt là tiết tấu biến chuyển ta sẽ ở thích hợp thời điểm đem tiết tấu kéo nhanh cho nên nhất định phải giữ vững sự chú ý nhạc khải kêu xong sau hắn cũng là sửng sốt một cái hắn ở arsenal kêu quen đây là tiềm thức cử động đối mặt các đồng đội ánh mắt kinh ngạc nhạc khải trực tiếp hô thật xin lỗi đội trưởng cướp chuyện của ngươi nhi ngươi tới đi Vương Nghị cười khổ một tiếng, khoát tay hô, lời cũng làm cho ngươi nói xong, ta còn nói cái rắm. Nghe vậy, đám người không khỏi cả nhà cười âm. Nhạc Khải cũng là cười hô, chú ý nâng đầu cùng với chạy chỗ, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ cho ngươi truyền bóng. Vương Nghị quay đầu cười nói, chỉ sợ ngươi không truyền. Đến đây đi. Tất. Tranh tài bắt đầu. Dự bị đội dẫn đầu giao bóng. Dự bị đội là cẩn thận, ở giao bóng sau bọn họ đang ở hậu trường đảo cầu mong muốn quan sát nhưng nhạc khải căn bản không cho bọn họ cơ hội này áp lên đội trưởng từ từ trả có ê các ngươi đi tranh chấp vương nghị cùng trần mạng lập tức nhảy đi lên giả chấn hoa cũng là hùng hùng hổ hổ đuổi theo Pressing tầm cao chiến thuật lưu hồng ba trung quốc đội là có luyện qua châu á vọng loại đối trận đấu loại trực tiếp thời điểm Lưu Hồng Ba liền dựa vào cái này chiến thuật thắng Nhật Bản đội một nhỏ trận. Làm vương nghị đám người tiến lên sau. Lưu Khải Thụy liền trong nháy mắt cảm giác áp lực trở nên lớn. Lưu Khải Thụy đem quả bóng truyền cho tiền vệ trụ, cũng tỏ ý về phía trước truyền bóng, nhưng hàng này vậy mà truyền về. Lúc này Vương Nghị đã xong về quả bóng, Lưu Khải Thụy nhất thời khởi động, nhanh chóng đi tới quả bóng phía trước, một ngã xuống đất soạt bóng đem quả bóng sẻn đi ra ngoài đứng dậy sau, Lưu Khải Thụy há mồm liền mắng, làm mắng đâu? Làm mạ đâu? Về phía trước đá A. Người cũng pressing tầm cao, còn con mẹ nó truyền trở về. Trở về thủ. Cũng trở về thủ. Dự bị đội lui về. Nhạc Khải cũng là khoát khoát tay. Tỏ ý tiếng lên ép. Giao bóng sau, Trần Mạng bắt được cầu, người này mong muốn xoay người đột phá. Nhưng Nhạc Khải trực tiếp trống hắn một tiếng. Từ từ. Chuyên về. Trần Mạng phải không nghĩ truyền về, nhưng người nào gọi Nhạc Khải là nòng cốt, hắn chỉ có thể nghe lời. Đem quả bóng truyền cho Nhạc Khải sau, Nhạc Khải tiến hành dời đi. Trong lúc nhất thời, chủ lực đội lấy hình quạt dáng vẽ bọc lại dự bị đội, không ngừng đem áp lực gây cho đối phương. Nhạc Khải bắt đầu thường xuyên lợi dụng hai cái cánh triệu bái trung gian treo cầu, hắn muốn mò rõ ràng vương nghị đá bóng phong cách. Ở chủ lực đội tấn công hạ, dự bị đội các hậu vệ cảm giác áp lực cực lớn cuối cùng lưu khải thụy nắm lấy cơ hội một né người chân to đem quả bóng về phía trước đá ra ngoài một cước này không chỉ là giải vây hơn nữa còn bay hướng tiền đạo cánh la nghị tài hỏng bét vương nghị đám người trong lòng thóp một cái công quá mạnh chỗ đứng quá dựa vào trước đòn phản công này liền ở trong lòng mọi người thấp thỏm lúc bọn họ thấy được La Nghị tại bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người, hắn dùng thân thể nhẹ nhàng chắp tay một cái La Nghị tại, người sau căn bản gánh không được đối kháng bị nặng ra vị trí. Mà nhạc khải thời là nhẹ nhõm tháo cầu sau, nghênh ngang mà đi. Nhạc khải một bên đẩy bóng, một bên hô lớn, đừng có gấp. Chậm một chút. Nói xong, nhạc khải đưa bóng truyền cho giả chấn hoa, đạo, tiếp tục lên. Giả chấn hoa mặt kinh ngạc nhìn nhạc khải. La Nghị Tài đặt ở trong nước cũng là đỉnh cấp tiên phong, nhưng Nhạc Khải dễ dàng liền đem người lớn ra ngoài, toàn trình được kêu là một hời hợt. Ngưu. Giả chấn hoa trong lòng khen ngợi một câu, quay đầu cứ tiếp tục đầu nhập tấn công. Sau 5 phút, quả bóng lần nữa bị phá hư đi ra. Lần này là thuần túy phá hư, không có mục đích tính chân to giải vây. Nhưng nhạc khải lại xuất hiện ở điểm rơi chỗ, lần nữa hoàn thành tháo cầu. 10 phút sau, Nhạc Khải lại một lần nữa hoàn thành chặn lại. 15 phút, Nhạc Khải trực tiếp từ chuẩn bị phản kích cung bằng dưới chân hoàn thành cướp bóng. Nhìn đến đây, trợ lý huấn luyện viên Trương Thần toét miệng nói, đây chính là Arsenal vách sắt A. Cái này cái định mệnh có đủ biến thái. Huấn luyện viên trưởng Lưu Hồng ba thời là nhìn hớn hở mặt mày. Loại này cường lực tiền vệ trụ đơn giản chính là vì phòng thủ phản kích đội hình mà thành. Đúng như Trương Thần vậy, nhạc khải ở giữa sân vừa đứng đó chính là lấp kín vách tường ai cũng đừng nghĩ lướt qua đi mà nhạc khải tồn tại không chỉ có giải phóng quách lượng cùng với du hát năng lực tiến công đồng thời cũng trợ giúp ổn định tuyến phòng ngự loại này phúc xạ ảnh hưởng tác dụng là ngay cả khóa tính lưu hồng ba có thể nhìn thấy toàn bộ trung quốc đội đội hình bị cứu sống bọn họ trước kia hãm sâu với eo vô lực vấn đề mà bây giờ bọn họ có một cái thế giới cấp tiền vệ trụ. Đây là giường nào tuyệt vời chuyện. Chuyện ngoài lệ, một canh đưa lên. Cầu đính duyệt. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu sưu tầm. Cầu phiếu đề cử. 7.017k.